Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào Minh Trần. Chào từ Bình Dương. Xin chào anh Phú ạ. EVFTA và cái hiệp định đầu tư giữa Việt Nam và EU, và nhân dịp cái hội nghị G20 sắp tới mình nói về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thì càng ngày càng tăng cao lên. Còn trong gần vòng một tuần trở lại đây thì người ta nhận được rất nhiều những tin vui. Việt Nam tham gia cái Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu rất là cao, 192 trên 193 phiếu bầu, và trong đó là Libya thì cũng ở trong cái danh sách đó nhưng mà không được bầu. Như thế là mình được số phiếu tuyệt đối, có sự tin tưởng của các nước ở trên thế giới vào đất nước Việt Nam. Nói chung là Việt Nam mình càng phát triển càng đạt được nhiều thành tựu. Đấy, bọn bao que nó càng tức lồng lộng lên, nó còn càng ra sức nói xấu chống phá lại đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải vạch trần cái bộ mặt xảo trá và bộ mặt xuyên tạc của bọn bao que. Trời ơi, cái bạn kỹ sư 5 tuổi của mình thì nói chung là thấy các bạn cứ suốt ngày bạn ấy lê la ở cái diễn đàn Tân Thái Minh Dương, đúng không? Cho nên là mà bạn ấy đầu bạn ấy xuẩn gốc quá, thành cùng là bạn cũng chỉ nghe theo những lời chúng nó thôi, không có một cái lý luận gì cả. Bạn nào khôn hơn tôi thì bạn nên lên tranh luận có gì đâu. Tôi cũng chả bảo là tôi khôn, tôi thông minh nhá.
Rồi xin chào em. Dạ, chào anh Bằng, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. Trừ các bạn Chất Cộng nha, mình không có chào các bạn tại mình không có chung chiến tuyến với các bạn, cũng không cùng cùng ý tưởng với các bạn nên mình không có chào nha. Cái đó là không phải là mình phân biệt, nhưng mà chính là các bạn phân biệt trước thì nên mình không có, tại mình qua các diễn đàn của các bạn cũng không cho lên. Các bạn chửi bên đây là bò đỏ, bò xanh, bò vàng gì đó, đó là chuyện của các bạn. Nói về vấn đề hôm nay á, về vấn đề là mỗi một cái thành công của người Việt Nam mình, em không nói riêng về vấn đề mà đường lối về lãnh đạo, mà em nói về vấn đề về người dân mình trước. Thì em nói anh á, cái trường hợp của thằng Lê Trung Khoa đó, em phải xin phép anh chị em trên diễn đàn, em phải kêu là cái từ thằng, bởi vì thằng đó không chính xứng đáng để mà em kêu là ông hay là đồng chí hay là một người anh cả, tại vì nó không có phải là người Việt Nam. Tại vì anh biết là ông Phạm Nhật Vượng là một cái tỷ phú mà rất là giàu của Việt Nam, thì ai cũng biết rồi, giàu nhất Việt Nam rồi. Ông là được Forbes là bình chọn mà tốt Forbes thì for best. Xong rồi bị dương cho dạ. Dạ. Thì là ông là cái người dân mà ông tạo ra một sản phẩm, nhưng mà chúng vẫn đang tâm là nói xấu tất cả các sản phẩm là không đạt tiêu chuẩn về môi trường, chất lượng của không đạt tiêu chuẩn về an toàn. Nhưng mà chúng không biết rằng là tất cả các sản phẩm đó khi mà đã xuất ra được thị trường là phải có qua các cái tiêu chuẩn của châu Âu và đã được test. Còn vấn đề là chúng nói là cái đó là thuộc về cái dòng xe là Euro 4 gì đó, là đã bị loại bỏ rồi, là sai. Bây giờ tôi không biết cái dòng đó gì, nhưng mà khi mà đã về tay người Việt Nam có quyền cải tiến. Tại vì á, em nói với anh đơn giản, với tất cả anh chị em đơn giản như thế này. Trước đây á, khi mà chiến tranh xảy ra thì á, mình Liên Xô có cấp tên lửa cho mình đấy. Thì em nghe ba em kể lại thôi, là bắn không tới được máy bay B-52. Thì người Việt Nam mình với cái đầu óc rất là thông minh và sáng tạo, thì anh Hùng là em nhớ không, là giáo sư Trần Đại Nghĩa vậy đó, là người đã chế tạo ra, và có nghĩa là phát minh và bổ sung thêm những cái tính năng để mà có thể bắn rụng máy bay B-52. Đó là một cái thành tựu. Thì riêng của bác Vượng cũng vậy, bác mua về á, ra là ông Vượng ông mua về cái công nghệ đó, nhưng mà công nghệ này á, là không phải là Euro 4 mà nó là Euro 7 rồi. Có nghĩa là cái công nghệ này á, là được vẫn còn hiệu lực và đã được kiểm định rất là tốt, chạy rất là tốt, không có ảnh hưởng môi trường. Trong khi cái thằng Lê Trung Khoa, tức là mình trả lời một số bạn, tức là hôm nay cái chủ đề của mình nói về cái hiệp định giữa Việt Nam và châu Âu, hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định về đầu tư giữa Việt Nam và châu Âu, và cái tiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị sang Nhật Bản để dự cái hội nghị G20, thì mình cũng nói về cái vấn đề này chút. Thì cứ bình thường Dương, em cứ nói xong cái phần em đi. Thì nếu mà anh nói vậy thì em cũng nói cái quan điểm của em phân tích về vấn đề là cơ hội và thách thức của Việt Nam mình khi mà mình sắp tới, khi mình tham gia vào cái hiệp định của châu Âu đó, gọi là APTA. Thì em nói với anh, mình phải nói là EVFTA một ký lâu. Dạ. EBFTA. Dạ. Dạ. Thì những cái cơ hội là gì? Cơ hội là cái tất cả những cái sản phẩm của mình nó được chính thức nó công nhận, là có nghĩa là nó sẽ được lan rộng ra rất các cái nước mà và châu Âu. Khi đó cái sản phẩm của mình nó được rất nhiều các nước mà biết đến. Trước đây á, thì khi anh vào anh phải có những cái tiêu chuẩn đó, thì anh phải thông qua cái chuyện mà cái tiêu chuẩn là cái chuyện tất nhiên rồi, nhưng vấn đề là cái thuế suất. Cái thứ hai nữa là các cái thuế suất của mình á, là mình được rất là nhiều cái ưu đãi từ các nước sở tại, và sản phẩm của mình á, sau này sẽ được đánh giá nó về rất bằng rất nhiều về cái giá trị về kinh tế, ví dụ như người nông dân trong nước của mình sẽ được rất là nhiều cái lợi. Đúng rồi. Thứ nhất là sản phẩm của mình. Năm 2020 thì Việt Nam sẽ giao cho Trung Quốc, nhưng mà các thế giới coi như là các nước giàu ngu quá, G20 coi như Nhật Bản chỉ mời duy nhất đất nước Việt Nam thôi, còn lại là EU lại ký với Việt Nam
cái hiệp định thương mại tự do EVFTA nhá. Cho nên là các nước toàn ngu không, còn mỗi dân chủ quậy với lại ba que thì là khôn thông minh nhá. Rồi, xin mời Bình Dương. Nên em cũng nói đó là những cái cơ hội mà nhìn ra bằng người dân mình nhìn trước mắt, nhưng mà song song những cái cơ hội đó thì nó có những cái thách thức. Thách thức là gì? Tất cả những cái sản phẩm của chúng ta hiện nay á, là nhu cầu họ cần nhiều. Thì thứ nhất là mình phải làm về vấn đề mà người nông dân trong nước phải nắm bắt được tình hình về chuyên nghiệp hơn nữa. Làm sản phẩm làm sao mà tập trung theo các cái quy mô mà nó đồng bộ hơn, để mà sản phẩm đó, lúc đó là nó đi vào các cái doanh nghiệp. Lúc đó mình phải tái các cái cơ cấu về mà vận hành và cơ cấu về sản xuất, rồi cơ cấu về về trồng trọt. Thì lúc đó là cái cơ hội rất lớn cho người nông dân, nhưng cũng là một cái thách thức. Thứ nhất là thách thức là các cái tiêu chuẩn hiện nay anh biết rồi. Tiêu chuẩn thì mình có những cái doanh nghiệp nó đạt tiêu chuẩn, nhưng mà sau này sẽ có những cái nước, nó mỗi một nước nó có cái tiêu chuẩn khác nhau. Nó yêu cầu nghiêm ngặt về 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 cái yêu cầu mà tiêu chuẩn về về sản phẩm khác nhau. Thì lúc đó người nông dân mình phải nắm bắt được cái đó. Đó là cái thách thức. Nói chung là anh nói về Bình Dương này, nói chung là cái hiệp định này nó mở ra thì tăng khả năng xuất khẩu của mình vào. Thì tất nhiên trước kia cái hàng hóa mình đã vào châu Âu cũng rất là nhiều, nhưng mà cái nó bị áp cái thuế nó cao. Nhưng bây giờ thì cái tiêu chuẩn là cái chuyện gì nhiều, nhưng mà bây giờ qua cái hiệp định này ấy, thì nói chung là hàng hóa của châu Âu vào mình cũng rất là nhiều. Đấy, và ngược lại cái hàng hóa của mình vào châu Âu cũng nhiều, chủ yếu là do thuế xuất giảm xuống bằng 0%. Dạ, chính xác. Cái thứ hai nữa là về vấn đề G20. Thì nếu mà ông Phúc mà đi qua bển nó cũng là một cái cơ hội để mà các nước phát triển cũng chú ý đến Việt Nam mình. Tại Việt Nam mình á hiện nay á là một xin lỗi Bình Dương, anh nói qua, tức là một lát nữa chị Nga chị sẽ lên phân tích rất là kỹ về cái hiệp định EVFTA. Thì anh nói với em như này, cái bọn bao que nó xuyên tạc là nó bảo là coi như là EU gây khó dễ các thứ cho Việt Nam vì Việt Nam không là nước dân chủ, không là nước như thế nọ thế kia. Nhưng mà anh nói Bình Dương và tất cả các bạn, Việt Nam là nước thứ hai ở Đông Nam Á ký cái hiệp định coi như là APTA với lại bên cái hiệp định thương mại tự do với lại EU sau Singapore nhá. Tôi nói tất cả Singapore sau Singapore mình là thứ hai, đúng rồi. Coi như Thái Lan là nước dân chủ không? Rồi là đa đảng đa nguyên không? Indonesia với tất cả 10 nước Đông Nam Á, đúng không? Việt Nam là nước thứ hai sau Singapore, tôi nói với các bạn thế. Cho nên qua cái chuyện này mới đập vào mõm với thằng ba que. Chúng nó coi như là nó định là đánh cháo khái niệm, hiểu không? Nó nói cho những người dân không biết. Đấy. Nhưng vấn đề anh nói với Bình Dương này là khi mình ký APTA là trong vòng gần 10 năm nhá. Tôi nói với tất cả các bạn, gần tức từ năm mình khởi động bắt đầu ký cái trao đổi ấy, về cái EU APTA này từ năm 2010 và trong vòng gần 10 năm rồi thì mình mới ký được. Cho nên những cái chuyện này nó không phải là đơn giản, đúng không? Cho nên Việt Nam mình thì mình cũng rất là tự hào cái và được sự tin tưởng của EU là mình là nước thứ hai trong 10 nước Đông Nam Á hiện nay ký được APTA với lại EU. Rồi, xin mời em. Thì tụi nó thì bây giờ anh biết rồi, tụi nó dựa trên cái cơ sở là gì anh biết không? Nó chỉ dựa trên một cái cơ sở, một cái đánh giá mà cái dạng như là nó đánh giá, nó nhìn cái tổng thể mà nó nhìn vào cái điểm yếu thôi, cái yếu kém, những cái mặt mà có nói chung là Việt Nam mình đó, nói chung là nó không có một cái gì mà nó khen cả, nó chỉ nhìn vào bới móc những cái xấu của Việt Nam thôi. Còn những cái vấn đề khi mà mình đạt được cái thành tựu nào đó, chúng nó bác bỏ. Anh biết lý do làm sao? Theo cá nhân em là chúng nó chỉ có lý do là hận thù thôi, hận thù cá nhân thôi. Lấy cái hận thù cá nhân để mà kích động cái người trong nước không dùng hàng tiêu dùng của người Việt Nam, không muốn Việt Nam mình là một trở thành là thành đạt hơn, hoặc là quốc gia mình là sánh vai với các cường quốc chẳng hạn. Nói chung là càng dân mình càng nghèo chúng càng mừng. Đơn giản vậy thôi, em nói đơn giản vậy. Vì lý do là sao? Chúng đem cái hận thù thôi, mang cái hận thù cá nhân mà để đánh đổi bằng cái vấn đề mà xuyên tạc, rồi tha hóa, rồi nói mạ lị tất cả những vấn đề xã hội, kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam hết. Về chính trị chúng cứ đòi đa nguyên đa đảng, về xã hội thì chúng nói xã hội còn có nhiều vấn đề bất cập như tham nhũng này kia, chúng bôi nhọ mọi thứ.
Tôi nói về với kinh tế. xin lỗi về Bình Dương này, anh nhấn mạnh như này này. Tức là ngày mai, tức ngày 27 và ngày 28 tháng 6 thì hội nghị G20, một hội nghị của các nước phát triển đấy, đã tức là họp ở Tokyo, Nhật Bản. Nhưng các bạn phải thấy rằng Việt Nam là một nước có như duy nhất ngoài G20 được Nhật Bản mời. Tôi nói các bạn nhé. Và cái hội nghị này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và coi như là có một bài phát biểu rất quan trọng về vấn đề môi trường biển, về vấn đề đầu tư, tất cả các thứ ở hội nghị này. Cho nên là qua đây mình mới thấy là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản rất là khăng khít. Tuy nhiên, ví dụ như tất cả các bạn đều biết là năm 1945 ấy, thì Nhật Bản cũng xâm lược đất nước Việt Nam, đúng không? Gây cho Việt Nam cỡ khoảng 2 triệu người chết đói. 2 triệu đồng bào chết đói. Đúng không? Ở những tỉnh Thái Bình, Nam Định, các thứ, ví dụ như quê mình, hiện nay cũng có rất, cái thời gian đó cũng có rất nhiều người chết đói. Đó là cái ông bà các thứ của mình ở đó. Thì nhưng mà đến bây giờ nhé, tức là quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản là rất tốt. Các bạn nên hiểu rằng là hiện nay Nhật Bản là nước đầu tư lớn đứng thứ hai sau Nam Triều Tiên hiện nay đầu tư vào Việt Nam. Đấy, nước Nhật Bản và nói chung là quan hệ với Việt Nam rất tốt. Hiện nay ở bên Nhật Bản nhé, anh không nhớ ở tỉnh nào có dựng một bức tượng của Hồ Chủ tịch ở đất nước Nhật Bản. Đấy, cho nên tôi nói với tất cả các bạn, cái vị thế của Việt Nam hiện nay thì được rất nhiều nước tôn trọng. Tôn trọng ở những cái như thế nào? Mình phải sống tốt, đúng không? Mình chân thành đó. Đấy, và mình có cái con đường ngoại giao khéo léo thì nói chung là các nước kia người ta phải tôn trọng mình, đúng không? Chứ như bọn ba que thì ai tôn trọng chúng nó? Đó, chúng nó làm tay sai thì ai tôn trọng nó? Rồi xin mời Việt Bình Dương thì nói một chút nữa thì anh sẽ mời chị Nga chị lên. Thôi em chốt câu như thế này nè, anh chị em, tất cả anh chị em trên diễn đàn, nếu mà có bà con hay là những người mà người thân gì đó thì nếu mà họ có cái tư tưởng nào mà suy nghĩ xấu về đất nước thì các bạn phải giải thích rõ ràng là bọn Ba Sọc rồi các cái thần tử phản động á, nó tập trung vào vấn đề làm sao kinh tế, là sao nó muốn đất nước Việt không Nam phải nó Trần, không phát triển. Việt Nam mới là coi như là tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhá, còn có hội đồng tức là cái năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là khác nhá, còn mình ở đây có 10 nước nữa là tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đấy, chứ không gọi là không phải là chủ tịch đâu. Sang năm Việt Nam mới là chủ tịch luân phiên của ASEAN. ASEAN. Để các bạn hiểu đó, thì em chỉ chốt lại em vậy thôi. Chúng đánh về kinh tế, chính trị, còn về quốc phòng thì chúng tìm cách để mà gây chia rẽ cho nhân dân và quân đội, rồi tìm cách kích động hành động các thù địch để mà chúng ta gây chiến tranh với Trung Quốc chẳng hạn. Rồi về kinh tế thì chúng làm tẩy chay, kêu gọi đồng bào mình tẩy chay sản phẩm của Việt Nam, ví dụ như là của ông Phạm Nhật Vượng về về vấn đề xe, rồi thực phẩm thì chúng nói là độc, rồi sản phẩm của Việt Nam mình đi qua bên chúng tẩy chay. Việt Bình Dương này và tất cả các bạn này, bất kỳ một cái gì sản phẩm nào của Việt Nam ra, những cái công trình xây dựng lớn có tầm vóc quốc gia của Việt Nam ra thì chúng nó ở bên kia chúng nó đều ẵng hết. Từ chuẩn bị mình làm cái đường cao tốc Bắc Nam, vấn đề ví dụ cái nhà máy thép Fusa đó là cũng là một cái công trình lớn, đúng không? Và nói chung là vừa rồi ông Phạm Nhật Vượng ông ấy ra cái xe VinFast đấy thì là chúng nó đều ẵng hết, chúng nó không, tức là chúng nó ấy thôi. Nhưng mà sau một cái quá trình nữa, đúng không, thì các bạn sẽ thấy cái xe VinFast như thế nào. Người Việt Nam hiện nay là một người tiêu dùng, người ta rất thông minh, người ta không phải là cái xe VinFast xấu chỉ vì coi như là lòng tự tôn dân tộc người ta mua đâu. Anh phải xe tốt, giá cả cạnh tranh, đúng không, và cộng với cái lòng tự tôn dân tộc nữa, nó nhiều yếu tố cộng lại thì những người Việt Nam mình mới đặt mua. Hiện nay đã có 10.000 người đã đặt mua cái xe VinFast, cái loại xe siêu và ấy đấy. Thì em chốt lại câu cuối cùng là anh em phải tỉnh táo là và luôn đừng có nghe những cái và tuyên truyền cho tất cả các lớp trẻ của mình, con cái cháu chắc trong gia đình mình, để mà tránh xa những cái video clip mà tiêm nhiễm của tụi nó trên mạng, để mà tụi nó xuyên tạc những cái gì mà không có phải sự thật, mà gây cho, mà chính là chúng đang giết hại nhân dân mình, là sao, là muốn cho nhân dân mình nghèo đói và càng lạc hậu thì chúng càng mừng, chúng còn muốn đem cái thây ma của Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại đất nước mình để mà làm cho đất nước xã hội mình bất ổn. Đó là một cái vấn đề mà mọi người nên tỉnh táo, và thật sự là tỉnh táo để mà trước khi mà
mà chúng ta đi lại nói lại cho các bạn trẻ để các bạn biết, giống như em này Dạ. hôm nay lên lên nhà Hà My đó, là em cũng cho hai bạn phỏng vấn trực tiếp, các bạn nói lên cái ý kiến thực tế cho đất nước. Rồi em cảm ơn anh Bằng, cảm ơn Rồi, tất ok, cả anh xin cảm chị. ơn Việt Bình Dương. Rồi, chờ em. Rồi, tôi xin mời chị Phan Thị Phi Nga. Vâng, trong mời chị ạ. Vâng, Vâng, xin chào chào anh Bằng chị Phi ạ. Nga. Vâng. Vâng, chào mọi người nhé. Vâng, thế thì hôm nay thì nhân cái việc mà cái chương trình rất là thời sự ấy, thì là có một cái, tức là cái hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam, gọi tắt là EVFTA đấy, ký á. Thì tối nay thì tôi sẽ nói kỹ hơn cái này một chút. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói những cái ý chính thôi, chứ còn cái hiệp định của nó thì Đúng rất rồi. là dài dòng. Mà cái ý chính á thì ở trên trên các cái phương tiện thông tin đại chúng người ta cũng đã nói rồi, nhưng mà có thể là mình sẽ nói đi thêm một cái số những cái điểm nổi bật đó. Thì trước khi á cái hiệp định mình nói gọn lại là FTA ấy, tức là cái hiệp định thương mại tự do đấy, thì Việt Nam đã có 10 cái FTA được ký song phương và đa phương, bao gồm á là cái tham gia cái khối ASEAN này, các bạn biết rồi này. Thứ hai á là ASEAN Trung Quốc là có hiệu lực từ năm 2003, ASEAN Hàn Quốc có hiệu lực năm 2007, ASEAN Nhật Bản là có hiệp lực trong năm 2008. Tức là cái đa phương đấy, tức là mình là một cái thành viên của đó đó. Và cái hiệp định song phương á thì gồm có là Việt Nam Nhật Bản có hiệu lực năm 2009, Việt Nam Chile có hiệu lực 2014, Việt Nam Hàn Quốc hiệu lực từ là 2015. Thì ngoài ra là cái khối ASEAN thì có khối ASEAN Ấn Độ, ASEAN Úc, New Zealand. Và ngoài ra nữa thì còn có một cái hiệp định song phương cũng rất là quan trọng mà có hiệu lực năm 2016, đó là Việt Nam, Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Đó là tất cả là có 10 cái hiệp định FTA là Việt Nam đã tham gia song phương và đa phương, nhưng mà về song phương thì không có Trung Quốc, không có cái ký giữa Việt Nam và Trung Quốc này, mà lại có ký của Việt Nam và Nhật Bản và Hàn Quốc, Chile. Cái FTA ký nhưng mà chưa có hiệu lực là ASEAN Hồng Kông, tức là đa phương, và ký tháng 3 năm 2018 là CPTPP, là gồm có Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, 11 Úc, nước. Nhật Bản, Brunei, Malaysia. Đó. Thế thì cái FTA là đã kết thúc đàm phán nhưng mà chưa ký á, thì đó là chính là cái hiệp định mà EVFTA, tức là kết thúc đàm phán vào tháng 2 năm 16. Thì bây giờ tí nữa tôi sẽ nói thêm vì sao mà lại tháng 2 năm 16, mà lẽ ra nó phải ký được vào cho năm ngoái cơ. Thì tí nữa tôi sẽ nói về cái khía cạnh đó. Và cái về vì sao bọn dân chủ nó cứ nhảy nhảy cổ cổ lên á. Đó. Thứ hai là FTA đang đàm phán á thì là có ASEAN Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và New Zealand, thì cái này là gọi là FTA thế hệ mới, tức là nó, nhưng mà nó lại rất là hạn chế. Ngoài ra thì còn có cái mà Việt Nam và Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đó thì chưa rõ. Và có một cái FTA nữa là đã khởi động đàm phán năm tháng 12 năm 15 là Việt Nam với Israel. Đó, tức là trước đó là tức là ý mình nói là vì sao á là Việt Nam mình ký được EU không phải là tự nhiên mà nó ký được đâu, vì trước đó mình đã tham gia tới 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 16 cái rồi, và trong đó có 10 cái có hiệu lực, hai cái thì là đang chờ có hiệu lực và tiếp tục á là thêm. Và cái thị trường của Việt Nam mình á là có cái độ mở á, là lớn thứ hai Đông Nam Á sau Singapore và một trong những thị trường mở nhất thế giới đấy. Tức là tại sao tôi phải dẫn nguồn như thế để thấy rằng là không phải tự nhiên mà EU người ta ký cho mình, đúng không? Đấy. Thế thì cái thương mại giữa Việt Nam và Singapore thì là giữa giữa Việt Nam và EU á thì nó chỉ có đứng sau á cái tổng tổng mà kim ngạch xuất nhập khẩu của hai bên á, thì Việt Nam trong khu vực Đông Á là chỉ thua Singapore mà thôi. Đó, vấn đề thứ nhất. Thứ hai là trước khi nói vào cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU á, thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua để các bạn sẽ thấy là nó quan trọng đến mức như thế nào. Thì EU là một cái liên minh chính trị và kinh tế lớn và quan trọng hàng đầu thế giới. EU có 2 trên 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Anh và Pháp.
4 trên 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới thuộc nhóm G7 là Pháp, Đức, Ý và Anh, và 4 trên 20 nước trong nhóm các quốc gia phát triển của G20. Tại vì sao mình vẫn phải đưa Anh vào đây? Vì Anh cái việc mà Brexit á là nó vẫn chưa hoàn tất. Nó vẫn ở trên cái con đường và vẫn chưa biết được là cho đến thời điểm này người ta vẫn chưa biết là Anh có vào hay là ra hay là còn ở lại. Cho nên là mình vẫn tính vào đây. Rồi, EU có nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu với GDP là 19.100 tỷ USD, là thị trường toàn cầu với dân số là 512 triệu người, thu nhập bình quân là 37.305 USD và là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở hầu hết các nơi trên thế giới. EU đã đầu tư hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo nhiều hơn so với toàn bộ phần còn lại của thế giới gộp lại. Đó, tức là mình nói được cái quan trọng như thế. Viện trợ phát triển của EU được cung cấp đến 150 quốc gia trên thế giới và tập trung vào những nơi nghèo nhất. Và EU cũng là nhà tài trợ lớn nhất cho viện trợ nhân đạo để chăm sóc cho hàng triệu người, bao gồm nam giới, phụ nữ, trẻ em, rời bỏ chỗ họ, chỗ ở vì xung đột chiến tranh. Thì các bạn thấy đấy, chứ không phải là nước Mỹ, cũng không phải là nước Nhật, mà chính là EU. Đấy, ở đây chúng ta nói về tầm quan trọng. Về Liên minh châu Âu á, thì có 28 nước, thì chỗ này tôi không nói nữa, tại vì 28 nước này thì các bạn có thể là tra trên mạng mà, thì nó mất thời gian đi. Về cơ cấu tổ chức của EU cũng vậy, nó có 8 vị trí, 8 cái định chế quan trọng là Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng, Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu là nó nơi mà nó xuất ra cái đồng mà euro đấy, Tòa kiểm toán châu Âu và cơ quan đối ngoại châu Âu. Đó, tức là nó là một cái tổ chức rất là lớn và có rất là đầy đủ các cái bộ phận về thương mại cũng như pháp chế pháp lý, và nó gần như là tức là nó cái cơ cấu của nó mình có thể nói nôm na là như này, nó gần như là một cái quốc gia lớn đấy. Ngoài ra thì một số bạn có hỏi tôi là cái về là tôi mở ngoặc đóng ngoặc chỗ này á, là cái hiệp định Schengen, các nước Schengen thì gồm có 26 nước đấy, tôi mở ngoặc tôi nói thêm, và trong đó có 22 nước EU. Thì các bạn có thể tra trên mạng, nhưng mà cái hiệp ước Schengen nó ký ở Luxembourg, một cái làng ở Luxembourg. Mục đích của nó đây là một cái hiệp định thương mại, cái hiệp định mà đi lại tự do giữa các nước này. Ví dụ như các bạn có visa vào Pháp, Đức, Luxembourg, Bỉ và Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Phần Lan, một trong 9 nước này, thì bạn có quyền là đi. Tức là bạn là người nước ngoài ấy. Chứ còn nếu mà công dân của 26 nước này thì nó đi lại tự do ở trong đấy. Đấy, và nó không cần visa. Còn nếu mà bạn xin visa từ của mấy cái nước này thì hiện nay á là hiện nay là có cái văn phòng mà đại diện của một một trong ba nước của trong cái khối này, nó nằm ở Đà Nẵng đấy. Đấy, để cho mọi người là có thể xin visa du lịch. Thế thì cái về cái hiệp định mà cái mà hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU á, thì nó được khởi động vào tháng 10 năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch châu Âu đã đồng ý đàm phán. Và ngày 1 tháng 12 năm 2015 á, thì nó chính thức kết thúc đàm phán, và đến ngày 1 tháng 2 năm 2016 thì văn bản hiệp định đã được công bố. Thì đúng ra là đến cái đoạn này rồi á, thì nó các bạn đều biết á, là đến cái ngày mà tại sao á mà tôi lại phải 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 nhắc từng bước cái mốc thời gian đấy, và nhiều người cứ nói cái nó bị chậm trễ như vậy. Tại vì là cái ngày 31 tháng 7 năm 2017 á, thì các báo tại Việt Nam đều đăng tin là Bộ Công an cho biết là nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã của quốc tế. Thì các bạn thấy cái vụ vụ án này nó rất là ồn ào. Và giữa Việt Nam ấy, thì tôi cho phép tôi là không nói về những cái chuyện mà liên quan đến chuyện Trịnh Xuân Thanh đã bị bỏ trốn như thế nào đấy, thì trên mạng có rất là nhiều nguồn, nhưng mà các anh chị có thể xem chính thức vào đấy. Hoặc là tí nữa có bạn có ai mà nắm được, ví dụ anh Bình Phương á mà anh nắm được á, thì anh nói rõ hơn cái này. Thì riêng tôi chỉ nói về cái vấn đề của Trịnh Xuân Thanh nó liên quan đến cái hiệp định đến Đức, và cái hiệp định này các bạn đều biết á, trong cái Liên minh châu Âu á, thì là cái Đức, Pháp và Anh là ba cái nước đầu tàu kinh tế của cái liên minh này trong 28 nước này, và cái đóng góp vào ngân sách của cái cộng đồng này á, thì là Đức cũng đóng góp rất là lớn, cũng như là cái mà để mà nhận những cái người mà di cư từ 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 Trung Đông trong chiến tranh hoặc là làm nhân đạo. Nói tóm lại là ba nước này, ba nước đầu tàu và đóng góp rất là nhiều cho EU, và cái tiếng nói của Đức rất là mạnh. Thế thì liên quan đến cái vấn đề chính trị thì nó liên quan qua kinh tế, tức là sau khi mà hai bên qua lại tiếng nói này nó kia thì tôi không có nhắc lại nữa. Thì cái ông đặc mệnh toàn quyền á, ông này thì tên tiếng Đức nó rất là khó đọc, thì cho tôi chỉ nói là ông là đặc mệnh toàn quyền,
và là thành viên tương lai của ban giám đốc của ngân hàng Tái Thiết Đức á, là cái người mà luôn luôn là lâu nay cái Tái Thiết Đức là luôn luôn là cho Việt Nam chúng ta là vay vốn ấy, thì ông này ông mới hủy bỏ cái chuyến thăm Việt Nam đó. Và đồng thời á, chính phủ Đức á, là tạm dừng cái việc mà đã hứa viện trợ cho Việt Nam khoảng 160 triệu euro trong 2 năm, và với trọng tâm là dạy nghề và lĩnh vực bảo vệ môi trường, cũng như là cam kết viện trợ 520 triệu euro cho dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và cải cách cái thị trường điện. Đây là một cái điều hết sức là tại cái thời điểm đó thì mọi người kêu là một cái sự là rất là thiệt hại cho Việt Nam. Cũng như á, là chính phủ Đức tuyên bố á, là sẽ tạm thời hoãn cái việc mà cái quy chế mà chiến lược, tức là quan hệ về hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Thì cái chuyện này á, nó dẫn đến cái chuyện á, là cái việc áp đặt cái việc mà hiệp định tự do đấy, như hồi nãy mình nói đó, là tới tháng 11, tháng 12 là nó đã, tháng 5, 16 là đã xong rồi. Tổng người ta hy vọng á, là có chậm nhất á, thì là cũng qua là đầu năm 18 thôi. Thế thì cái vụ chế trị ngân hàng này sau khi Việt Nam xét xử rồi, cũng là cũng có cái quan hệ ngoại giao giữa hai bên, do Việt Nam mình giải thích rồi, Trịnh Xuân Thanh cũng ra tòa rồi, cũng tú tội này nó kia rồi đó. Thì tới ngày 26 tháng 6 năm 18 á, thì một bước đi mới của cái hiệp định thương mại tự do này giữa Việt Nam và EU á, là được thống nhất. Thì lúc này á, là cái EVFTA, tức là EVFTA được tách thành hai hiệp định. Thì tí nữa tôi sẽ nói rõ cho các bạn này, các bạn đừng nhầm lẫn nhé. Lúc này nó tách ra biểu đường một cái hiệp định, là một hiệp định là về thương lâm thương mại là EVFTA, và một hiệp định là bảo hộ đầu tư là EVIPA. Đó, biết các anh chị biết cho chính xác, nhưng hồi chiều có một bạn sinh viên bạn hỏi thì tôi cũng đề nghị bạn ấy biết cho chính xác, và tôi cũng cho biết là bạn ấy những cái mà để bạn có thể vô cái trang web của bộ công thương thì nó rất là dài nhá, tức là cái này nó rất là dài. Thì tôi tóm tắt lại như sau, tức là theo bộ công thương á, thì nó là một cái quý hiếm rất lớn cho xuất khẩu Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông thủy sản cũng như mặt hàng Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đấy, cái đấy là quan trọng nhất. Thứ hai á, là những cam kết này dành đối xử công bằng, bình đẳng, bảo hộ an toàn và đầy đủ với các khoản đầu tư, các nhà đầu tư của nhau trong hiệp định IPA, tức là cái hiệp định bảo hộ đầu tư đấy, sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường pháp lý đầu tư minh bạch, từ đó Việt Nam sẽ thu hút nhiều hơn nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác. Tại vì trước kia Việt Nam mình cũng có những cái hiệp định bảo hộ đầu tư với 21 nước, nhưng mà chứ không phải là toàn bộ 28 nước này. Thì bây giờ cái hiệp định mới này á, là nó mở hơn, nó rộng hơn. Đấy. Về mặt chiến lược, Việt Nam đàm phán và thực thi hiệp định này cũng gửi đi một thông điệp tích cực về quyết tâm Việt Nam trong việc thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình chính trị đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó đoán định. Và cái hiệp định này á, là một cái hiệp định toàn diện, chất lượng cao, cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU. Đó, chứ không phải là người ta nhường nhịn nhiều đâu. Nha. Đồng thời phù hợp với quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vì WTO bây giờ hiện nay nó vẫn đang còn có hiệu lực và cái thành viên của nó vẫn còn nguyên như thế. Các cái nội dung chính của hiệp định á, gồm nè, thương mại về hàng hóa, những cái lời văn về quy định và cam kết mở cửa thị trường, quy tắc ứng xử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp về vệ sinh và quy tắc chung về mở cửa cam kết thị trường, đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước, mua sắm của chính phủ, sở hữu trí tuệ, kể cả chỉ dẫn địa lý, phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực và các vấn đề pháp lý. Thì những cái vấn đề này á, là các bạn có thể vào cái trang của Bộ Công Thương, thì đây là những cái tóm tắt cơ bản nhất, những cái ý chính nhất mà mình đưa ra. Thế thì cái về con số cụ thể á, thì đối với xuất khẩu của Việt Nam á, thì ngay khi hiệp định này có hiệu lực á, thì EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với khoảng 85,6% dòng thuế, tương đương với 70,3 kim ngạch xuất khẩu Việt Nam vào EU. Tức là vào 7 năm sau hiệp định ký kết ấy, thì EU sẽ xóa toàn bộ thuế nhập khẩu với 99,2 dòng thuế, tương đương với 99,7 kim ngạch xuất khẩu vào của Việt Nam và khoảng 0,3 kim ngạch xuất khẩu còn lại. Đó, như vậy có thể nói là 100% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ xóa bỏ thuế xuất khẩu ngay trong một lộ trình ngắn. Đấy, thì ngược lại á, thì Việt Nam á, là mình cũng cam kết là xóa bỏ thuế quan ngay hiệp định
với là 48,5 dòng thuế chiếm 64,5 kim ngạch nhập khẩu. Và đồng thời á là tiếp đó là 7 năm sau á, thì 91,8% số dòng thuế tương đương với 97,1 kim ngạch xuất khẩu tới EU được Việt Nam xóa bỏ thuế nhập khẩu, và 10 năm thì mức xóa bỏ là 98,3% dòng thuế, 99,8 kim ngạch xuất khẩu. Thì đối với 1,7 dòng thuế còn lại của EU thì ta áp dụng lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu dài hơn 10 năm, hoặc là áp dụng theo hạn ngạch theo cam kết với WTO. Tức là ở đây nó có những cái sự ưu đãi, đúng rồi, nó vẫn có sự ưu đãi, nhưng mà về cái bảo hộ và về mặt pháp lý thì chúng ta ngang bằng nhau đấy, nghe các bạn đấy. Thì đấy là những cái ý chính như vậy. Thế thì tóm lại thì cái hiệp định của thương mại tự do giữa Việt Nam EU nó mang lại cho Việt Nam cái gì đấy, cái chốt lại là nó mang lại Việt Nam cái gì. Nếu như Việt Nam là thực thi cái này, Việt Nam và EU thực thi cái này, bây giờ chốt lại là nó sẽ mang lại Việt Nam cái gì kia đã, đúng không? Đấy, thế thì theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch Đầu tư á, thì cái hiệp định này nó sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang EU là tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020 và 42,7% vào năm 2025, 44,37% vào năm 2030 so với không có hiệp định. Tức là nếu như không có hiệp định thì nó sẽ không có cái chuyện này. Đồng thời kim ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng nhưng tốc độ thấp hơn xuất khẩu, cụ thể là khoảng 15,28% vào năm 2020, 33,06% năm 2025 và 36,7% vào năm 2035. Thì về mặt vĩ mô thì cái hiệp định này á, nó góp phần làm đây, cái này là rất là quan trọng. Nó góp phần là GDP của Việt Nam tăng thêm về mức bình quân là 2,18 đến 3,25% vào năm 2019 và năm 2023, và 4,57 đến 5,3% vào năm 2024 đến năm 2028, và 7,07 đến 7,72% vào năm 2029 đến năm 2033. Như vậy là cái về mặt vĩ mô, tức là cái phần này là phần tăng thêm nha các bạn. Tức là nếu như Việt Nam mình đạt được tất cả, làm được tất cả những cái vấn đề khác ấy, tức là cái vấn đề để đáp ứng được các doanh nghiệp Việt Nam mình đáp ứng được tất cả những cái điều như này thì nó sẽ tăng thêm đến từng này đó. Tức là cái một con số rất là kinh khủng. Đấy. Đấy, thì những cái cam kết về dịch vụ đầu tư mua sắm chính phủ cũng như dịch vụ có thể mở cửa và các biện pháp kỹ thuật để tạo cho doanh nghiệp và sản phẩm của EU tiếp tục là coi như thuận lợi hơn với 100 triệu cái người dân Việt Nam. Đồng thời giúp cái người tiêu dùng của Việt Nam là được chọn nguồn cung sản phẩm dịch vụ chất lượng như là chăm sóc sức khỏe này, xây dựng hạ tầng giao thông công cộng, loại dược phẩm. Đó. Cho nên là vừa rồi á là cái thằng gì ở bên Hàn Quốc á nó hỏi là tại sao không giao cho Việt Nam mà lại phải đấu thầu. Nó không hiểu gì cả. Bây giờ đó, như hồi nãy mình nói đó, tức là Việt Nam mình đã tham gia với tất cả là 10 cái hiệp định FTA tự do và đã được ký, chưa kể các cái hiệp định song phương đã ký với các nước. Thì đương nhiên là khi anh, thứ hai nữa là theo cái luật đầu tư của Việt Nam mình á, là tất cả những cái dự án công hoặc là do nhà chủ đầu nước chủ nhà nước và chủ đầu tư á thì là đều phải là đấu thầu hết. Mà anh đã ký các cái hiệp định quốc tế như này từ đầu tư vậy do thì đương nhiên các nhà đầu tư nước ngoài người ta phải vào. Tương nhiên nhưng mà chính phủ Việt Nam mình á là cũng có như là bữa trước anh Bằng anh nói đó, tức là tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam mình á là có thể là liên danh liên kết với nhau đấy để mà đấu thầu quốc tế để mà đạt được đấy. Thì tôi nói với các bạn là về cái hiệp định nó là như vậy. Còn cái hiệp định này thì nó rất là dài nhá, nó dài kinh khủng luôn, nó rất là dài và nó chi tiết, nó rất là chi tiết từng mặt hàng một. Và nó được công bố ở trên cái Eurocharm này, tức 14 thứ tiếng, công bố tại là WTO, là VCCI này, ở trên mạng này, và đứng của Bộ Thông tin, Bộ ấy, thì nó có rất là nhiều chương, rất là nhiều điều khoản, và nó rất là dài, và nó có hai cái hiệp định luôn, một cái hiệp định về bảo hộ và một cái hiệp định mang tính chất về thương mại. Đấy, thì các bạn có thể theo dõi ở trên đấy. Còn về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản á, thì để tôi nói này, mấy ba que là nó nói là Việt Nam mình là lệ thuộc vào ABC, thực ra không đúng. Thì Việt Nam á, về kinh tế á, thì Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam về kinh tế. Và Nhật Bản á, là nhà trà tàn và họ đã chính thức mở lại cái viện trợ phát triển không chính thức ODA cho Việt Nam từ năm 1992 cho tới nay. Trước năm 1992 á, thì Nhật Bản có đền bù chiến tranh và có viện trợ cho cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở phía bên này, trong đó có 2 tỷ đô la đền bù chiến tranh cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bằng hàng hóa đó.
Đó, nhưng mà phía bên miền Bắc Việt Nam là không có được nhận một cái gì hết. Đó, đây tôi nói rõ luôn. Đấy cho các bạn nhé. Đấy, chứ đừng có nói là đấy. Trước năm 1992 á thì là sau khi giải phóng Việt Nam là Nhật Bản hầu như không quan hệ mình, nhưng mà đến năm 1992 mới nối lại. Đấy, nói một lần cái rõ. Còn trước đây á, Nhật Bản đã đền bù chiến tranh nhưng mà đền bù cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bằng hàng hóa. Các bạn nhớ là hồi mới giải phóng bạn thấy rất là nhiều chiếu để quần áo bát đĩa đồ đó. Đó 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 đó. Rồi là chăn màn rồi các thứ đó, rồi gạo. Đó, rồi cái hàng nhu yếu phẩm đấy 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 chính 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 nó đấy đấy. Thế thì trong cái Nhật Bản hiện nay là nhà tài trợ lớn nhất, là chiếm 1/3 tổng số ODA của Việt Nam, với tổng số vốn cam kết lên tới 30,5 tỷ USD. Và cái một trong những cái thành tựu của cái ODA Nhật Bản á là nó được sử dụng rất là hiệu quả trong lĩnh vực như là xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, vân vân. Tức là đóng góp vào rất là nhiều cái công cuộc kinh tế. Thì chúng ta đều biết á, để nói những cái công trình của mang dấu ấn của Nhật Bản thì các bạn phải nhìn thấy này. Thứ nhất á, là nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất, mọi người không để ý, đó chính là vốn ODA Nhật Bản. Thứ hai là sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, cầu Cần Thơ, hầm đường bộ Hải Vân. Sau này á, là mình cái các kỹ sư mình đã ăn cắp cái công nghệ đó và làm một loạt các cái đường hầm như là hầm Phù Mông này, đèo Cả này, đèo Ngang này, hầm Phú Gia, Phú Tượng, vân 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 vân, và hiện nay là đang mở rộng cái hầm Hải Vân, đúng không? Đấy, cảng Hải Phòng, bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhà máy điện, và đặc biệt là cái và về ODA của Nhật Bản thì viện viện trợ cho Nhật, cho ấy, xin tôi xin phép không nói nha. Tại vì cái các bạn đều biết đó, cái ngân hàng phát triển châu Á DB ấy, là do Nhật Bản chi phối, đó do người Nhật chi phối. Và cái một trong những cái mà Nhật Bản nó viện trợ rất là nhiều cho Việt Nam đó là các cái công trình điện, nhưng mà là cái nguồn vốn hiện nay ngoài ra là còn có cái vốn JICA, tức là của ngân hàng JBIC đấy, và cái quỹ phát triển OECD của Nhật Bản nữa đấy. Đây các bạn phải thấy như thế, thì một trong những cái mà mình nhìn thấy là cái của người Nhật đầu tư hiệu quả nữa là 61 km đường nối liền Thái Nguyên với Hà Nội. Đây là một 61 km đường người ta nói mang tính chất vừa kinh tế và chiến lược về mặt quốc phòng đó, của người Nhật đã đầu tư vào bằng vốn ODA của Nhật. Thì trước kia Thái Nguyên là thu hút một năm là chỉ khoảng 100 triệu đô la thôi, nhưng mà sau năm 2014 thì Thái Nguyên đã thu hút được lên tới 7 tỷ đô la, và cái mà thu hút nhiều nhất đó là chính là cái nhà máy Samsung đó, nhà máy sản xuất linh kiện hỗ trợ của các khu công nghiệp đó, là kết quả của ấy, và làm cho kinh tế của Thái Nguyên lên 14% và thu ngân sách lên 25,2%. Tức là cái đường mà của Thái Nguyên đây mọi người không hiểu, cho nên là sắp tới là cái đường mà vừa rồi á là cũng có là báo chí cũng đưa tin á là một số doanh nghiệp Nhật đấy là người ta cũng xin làm cái cao tốc, cái làm cao tốc Bắc Nam đó, và họ cũng có cái hồ sơ trong đấy. Còn về đầu đến năm 2018 nhé là khoảng là 51 tỷ đô la và cho 3.725 dự án, và hiện là có hơn 2.500 doanh nghiệp, nhưng mà có chỗ thì nói là 1.800, nhưng mà ADB thì nói là 2.500 doanh nghiệp, thì tôi lấy số của ADB là 2.500 doanh nghiệp đầu tư thành công tại Việt Nam, và 70 trong số này tiếp tục mở rộng quy mô về đầu tư. Về hợp tác thương mại á thì Nhật Bản đã mở rộng thương không mại á lên đối không tác thương ra mại lớn thứ 4 của Việt Nam với tổng kim ngạch đạt là 33,4 tỷ USD và tăng gấp 2 lần so với 10 năm trước. Tức là sao với bảo, tức là mình thấy là cái quy mô lộ vốn của Nhật Bản qua Việt Nam mình nó rất là đông. Ngoài ra thì hiện nay Việt Nam mình là đã có sinh sống và học tập tại Nhật Bản là đạt 260.000 người, tăng 4 lần trong 5 năm. Và Việt Nam cũng trở thành là cái đối tác du lịch thứ ba của Việt Nam. Chị Nga. Alo, rồi Có rồi một anh nói bạn đi. bạn muốn lên hỏi chị về vấn đề về 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 cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU ấy, thì có gì chị nên hỏi, bạn nên hỏi 1 phút rồi chị trả lời bạn đấy nhé, xong rồi tôi sẽ mời chị lên lại cho bạn lên 1 phút bạn hỏi chị Đúng một rồi, số đúng vấn rồi, đề. đúng rồi, rồi 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 rồi. Vâng, rồi cảm ơn Đúng chị, rồi, chị đúng xuống rồi. sau Cái đó chị đấy bạn đấy hỏi là xong quan rồi hệ, chị lên nhé. đấy là về Nhật Bản, để cho các bạn nhìn thấy á là cái
Rồi. Như như hỏi đi, có gì về Việt Nam trả lời. Vấn đề mình có kia mình. Rồi xin chào. Alo. Alo, chào tất cả mọi người trên diễn đàn nhé. Chào anh Bằng, chào cô khách mời. Thì nhân tiện đây có cô khách mời thế bảo chuyên gia về kinh tế thì em nghe rất nhiều bài nói chuyện về của cô rồi không? Thì em muốn hỏi cô một cái điều nó như thế này, ở trong cái hiệp định mà EVFTA đó thì 30 tháng 6 này chúng ta sẽ ký một cái hiệp định thương mại tự do với lại Liên minh châu Âu chưa? Thì tất cả những cái vấn đề kia thì em thấy là ok hết rồi. Thế nhưng có một cái vấn đề mà em thấy hình như nhà nước mình cũng hơi mở cửa cho cái vụ này. Đó là trong cái luật đầu tư đó thì là nhà nước mình cho phép các doanh nghiệp đấy, tức là cho phép các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam tự do rút vốn, chuyển vốn hoặc là rút chuyển lợi nhuận sang quốc gia khác mà không bị hạn chế. Trước đây khi mà chúng ta có luật đầu tư đó thì chúng ta luôn luôn có một cái điều đấy là khi mà các cái doanh nghiệp này chuyển vốn đi đâu và chuyển lợi nhuận đi đâu thì phải đều phải xin giấy phép của nhà nước đồng ý thì mới cho rút. Thế nhưng mà ở trong cái hiệp định này thì nó có một cái đó là các doanh nghiệp được được quyền tự chuyển vốn và chuyển lợi nhuận sang một quốc gia khác mà không bị vướng mắc rào cản. Thì em muốn hỏi là cái vấn đề này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái môi trường đầu tư ở Việt Nam, cũng như là nó ảnh hưởng gì đến cái nguy cơ, tạo ra một cái nguy cơ nào đó đối với đất nước hay không? Ví dụ như em thấy, ví dụ như là các doanh nghiệp mà lúc mà đồng, ví dụ như là trong lúc mà cái dự trữ ngân hàng, dự trữ nhà nước chẳng hạn, nó không dồi dào về mặt ngoại tệ mà các cái doanh nghiệp này nó lại chuyển vốn sang nơi khác chẳng hạn, thì nó sẽ gây khó dễ cho nhà nước. Đấy là một cái điều nó sẽ ảnh hưởng. Vâng, thì đây là cái luật bảo hộ đầu tư. Nó tách đấy đấy. Đấy là luật. Vâng vâng, thì cái đấy, đấy em muốn hỏi cái chị khách mời vừa, hoặc cái cô khách mời vừa đấy đó, thì để xem cô lên cô giải thích. Vâng. Anh sẽ mời chị Nga lên. Có gì trả vâng vâng. Cảm ơn anh ạ. Rồi tôi mời lại chị Phan Thị Phi Nga. Tức là Luli có một cái thắc mắc như này, chắc chị nghe rõ cái thắc mắc của đây là bạn mới đọc ở cái hiệp định khung thôi nghe. Đây là về cái nguyên tắc thôi bạn nghe. Bạn này và cái bởi thế nên người ta mới tách ra hai phần. Là cái bảo hộ đầu tư á, thì cái này á theo tôi biết á, hiện nay á là mình đang chờ các nước thành viên phê chuẩn, và cái này á là nó quy định hiện hành về bảo hộ đầu tư á, cho phép thực thi và triển khai thông qua một hệ thống mới, và nó có cái tòa án đầu tư. Đồng thời á, để tôi nói với bạn này, nó có cái tòa án đầu tư và nó vẫn đảm bảo các chính phủ các nước có quyền điều tiết các lợi ích của công dân khi hiệp định này thay thế các hiệp định song phương mà 20 nước thành viên đã ký kết với nhau đó. Và nó khai thông và nó đảm bảo ngăn ngừa các lợi ích cũng như là tăng cường cái minh bạch. Bạn hiểu ý tôi nói không? Đấy. Tức là cái này đây là một những cái hiệp định khung, nhưng mà nó vẫn đảm, nhưng mà nó ngoài cái này ra nó còn có các cái chế tài khác nữa. Chứ không phải là anh muốn làm gì thì làm đâu em nghe. Và nó thông qua một cái hệ thống mới, tức là tòa án về đầu tư, đồng thời nó vẫn đảm bảo các cái chính phủ các phía có quyền điều tiết các lợi ích của công dân để mà thay thế cho các cái hiệp định song phương mà 21 nước thành viên đã ký. Đấy. Thứ hai nữa là đây trên cơ sở này á, hiện nay á là cái công bố cái này nó rất là dài, cho nên là bản thân tôi cũng chưa đọc kỹ được hết, và bạn lưu ý nghe. Ở đây là tôi và rất nhiều người trong trong số chúng ta cũng chưa đọc hết, vì nó có cả hai bản tiếng Việt, bản tiếng Anh. Thứ hai á là trước mắt á thì là như tôi lần đầu á là cái hiệp định nó sẽ ký trước. Nó có hai hiệp định, nhưng mà nó sẽ ký trước cái hiệp định là về, nó tách ra làm hai, tức là hiệp định về thương mại là EVFTA, và một là hiệp định bảo hộ đầu tư là IPA. Đó, bạn phải hiểu là như thế, tức là nó đấy, đấy bạn tôi trả lời luôn cho bạn luôn. Và cái hiệp định này á là nó sẽ phải được, nó sẽ ký sau. Đó, sáng nay vì buổi sáng á là khi mà cũng có nhiều câu hỏi của cái bạn giống như bạn đây này, thì bọn tôi cũng có hỏi thì họ cũng nói, và tôi cũng lục lại trong cái ấy, tại vì cái của nó là tới mười mấy chương cơ, và tới cả mấy trăm điều khoản cơ, rất là nhiều đấy đấy. Để cho nên là tôi nói với bạn, còn đó, mà bạn không có tôi là chuyên gia kinh tế chứ tôi không nhận là mình chuyên gia kinh tế nè. Còn về á nhân đây á thì bữa trước á là anh Bạc ạ, em cũng một số nói về cái chuyện mà cái cậu gì mà cậu đi sang Hàn Quốc ấy,
mà cậu cứ hỏi về cái chỗ mà vừa rồi bà bạn ấy nói về cái gì mà sau khi mà tức là về cái đường cao tốc rồi tùm lum mọi thứ đấy, về các thứ đấy, rồi là cái kinh tế của Việt Nam ấy mà. Thì em nói như thế này, thứ nhất á, là Là bạn cái ý bạn ý bạn nói là cái Hùng chuyện Lam kinh với tế Hùng Việt Lân gì Nam đấy, sợ Hùng là Lam với phát Hùng Lân triển gì đấy, không bền vững. Làm cái bạn nào đấy á, thì em nói thêm một cái là như thế này, hình như là bạn cũng đang ở dưới đấy, em nói như thế này nhá. Thứ nhất á, là bạn đi từ 10 năm, bạn đi từ năm 2009 tới nay là năm 2019, thì thời gian nó cả một quá trình là nó quá lâu so với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, tôi khẳng định đó là số 1. Vấn đề thứ hai nữa là nếu như ngay như bản thân tôi bây giờ này, nếu lấy số phân tích của năm 16 và năm 19 là đã là cậu rồi, cái phần kinh tế và những cái người mà ta quê hương từ năm 16 và năm 19 là đã là học rồi, mà bạn tới 10 năm bạn không về, thời điểm bạn đi sang là năm 2019, khi đó là đang khủng hoảng kinh tế, đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu đúng không, đó đúng không, của năm thứ hai của bước vào quản lý toàn cầu, đặc biệt là sự vỡ nợ của một loạt các cái ngân hàng đúng chưa. Thứ ba nữa là bạn ở Hàn Quốc lâu rồi nhưng bạn vẫn chưa hiểu được kinh tế của Hàn Quốc, để tôi nói cho bạn nghe này, cho nên bạn so sánh rất là khập khiễng và tôi cho là bạn rất là phiến diện ở chỗ như này này. Các bạn đều hiểu á, là có ba nước là phát triển kinh tế nhờ vào chiến tranh Việt Nam, đó là Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, đó là nhờ vào nhuốm máu và nước mắt của người Việt Nam. Tôi nói thẳng câu đó, đó tôi đơn cử cho bạn á, là cái xây dựng cái đường cao tốc Busan của Seoul á, là tôi cũng đã nói rất là nhiều lần hồi đấy là VKB vậy, và IMF nó không cho vay, thời đó nó chưa có VKB, hồi đó là vẫn là IMF thôi, nó không cho vay vì nó nghĩ là không thể làm được. Thế nhưng mà ông Park Chung Hee á, ông đã bán máu của binh lính, ông đưa ra một cái chế độ lao động khổ sai ở đó, chỉ cho ăn không trả lương, và có hơn 10.000 người Hàn Quốc đã chết ở trên con đường này đó. Và ngoài ra để tôi nói cho nghe, sau khi Hàn Quốc tham gia vào chiến tranh Việt Nam cũng như sự trỗi dậy của Bắc Triều Tiên, kinh tế của Bắc Triều Tiên những năm 70 á, là tương đương với kinh tế của Hungary và Bulgaria nha bạn. Cho nên người Mỹ đã đổ rất là nhiều tiền vào để ngăn cái sự mà cái lớn mạnh của người Triều Tiên, vì người ta sợ là cái ảnh hưởng của người Triều của Bắc Triều Tiên xuống xuống phía Nam Triều Tiên. Cho nên người Mỹ đã cho người Nam Triều Tiên á, đã hưởng cái quy chế tối hệ quốc trong thương mại. Và người Mỹ đã đầu tư rất nhiều về cơ sở tầng với nhiều tỷ đô la. Ngoài ra các kỹ sư của Mỹ á, đã giúp đỡ cho Hàn Quốc xây dựng cái hệ thống tàu điện ngầm, cơ sở ngầm, nhà cửa hàng dưới lòng đất để tránh bom. Ví dụ như là các bạn mà đi mà ở cái vùng mà bạn nào mà xuống sân bay Muan á, mà từ phía Bắc mà đi xuống Seoul á, là các bạn sẽ thấy á, là cái khi mình là người ta hay bảo là mình xuống cái tầng mà tầng cái hầm ấy, tầng cái hầm để mình ăn sáng ấy, đấy 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 đấy, tôi nói với bạn là như thế. Thứ hai nữa là nền kinh tế của Trung Quốc á, là không phải à, của Hàn Quốc á, là không phải perfect, tại vì năm 1999 á, nhóm giáo sư của Đại học Harvard á, đã có một trong những cái tài liệu á, mà gửi cho chính phủ Việt Nam phân tích về cái mặt ưu nhược điểm và chỉ ra những cái khiếm khuyết của ba cái nền kinh tế lớn của Đông Á, đó là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, và trong đó họ nêu cũng rất là nhiều về Hàn Quốc nhé các bạn. Nền kinh tế của Hàn Quốc á, là do các cái che bom hay gọi là che bưng gì đó đấy nắm giữ và được hậu thuẫn của chính phủ, và đôi khi là giật dây nhà xanh, mà điển hình là cái vụ của nữ tổng thống của Hàn Quốc là vừa rồi là Park Geun-hye đúng chưa đấy. Thì tôi nói trong cái lịch sử của Hàn Quốc á, từ năm 1960 đến nay á, là đã 8 đời tổng thống Hàn Quốc á, là dính vào bê bối ở gần cuối nhiệm kỳ à, dẫn đến cáo buộc là tham nhũng này à, tệ hại hơn là đảo chính nữa đấy, rồi nhận hối lộ đấy. Các bạn đều thấy ấy, đấy bởi đấy vì sao tôi nói đó, đó Hàn Quốc là một cái nước như vậy đó, được được lớn đà được được Mỹ nó đứng sau nó hậu thuẫn như thế, mà các bạn thấy cái tình hình chính trị của hắn kinh khủng không. Ví dụ như ông Park Chung Hee á, là ông Lê là ông bị là ám sát này, ông Chung Do Hwan á thì là bị đảo chính lật đổ này, rồi ông Su Man Hee á là độc tài và bị cáo buộc tham nhũng là ưu đãi người nhà này. À, hoặc là ví dụ như là tôi nói này, ông Rotahi cái gì tổng thống Hàn Quốc Rotahi
ông Rontavuor đó, thì là cũng cả hai cũng bị bắt vì là cáo lượng nhận hối lộ cả $100 triệu trong giới doanh nhân. Đấy, rồi họ bị truy tố thêm cái tội là nổi loạn và phản quốc cũng như là đảo chính. Rồi là trấn áp hàng trăm người là thiệt mạng ở Daegu năm 1980. Rồi Kim Do Sang này, rồi Kim Dae Jung này, Kim Dae Jung là đã bị ám sát. Rồi là bị kết án tử hình, bị Trung Đông Hoa kết án tử hình, rồi trốn thoát rồi. Và chính là Kim Dae Jung là cũng là được được ông ấy, và gần đây nhất là tổng thống Lee Jung Bak, là ông Bắc lại bị cáo buộc là con trai duy nhất, là em trai, là chỉ trích là cáo buộc là gây quỹ nghỉ hưu và sai quy định, đồng thời là một người anh khác của ông là nhận hối lộ. Đấy, tôi nói với các bạn là như thế, có nghĩa là gì? Các bạn cứ ngồi các bạn cứ chỉ là Việt Nam là thế này thế kia, hoặc là chúng ta nhìn sang những cái nước như là loạn xà ngầu, như là đấy, các bạn nhìn Hoàng gia Thái Lan mà coi, các bạn cứ lên mạng các bạn mà tra đi, họ sống rất là xa đọa nghe, chứ không phải là tốt đẹp gì đâu. Đấy, ví dụ như như là hoàng gia của Thái Lan đấy. Đấy, rồi những cái mà cảnh mà công chúa là sexy trong bữa tiệc lần này nó kia tung lúc hết. Nói chung là nó không ra cái tể đóng gì cả. Đấy, các bạn cứ nhìn thế đấy. Đó. Còn ở Hàn Quốc á, tôi nói với bạn nghe chưa? Đấy, có bạn Lưu Ly, có thể là bạn ấy ở bên đấy bạn biết á. Nếu bạn nói á là cái lương của Hàn Quốc cao hơn Việt Nam thì đúng rồi. Lái xe hơn một ngày đường là về tới Seoul á, thì anh ấy nói là lương á, nếu như chỉ có ba ngàn won á, vâng, nếu chỉ 3.000 won á, tức là tương đương với khoảng 60 triệu thì Việt Nam này á, là mới chỉ đủ ăn thôi. Và tôi cũng chứng kiến cái ảnh cái này này, tôi đã từng mua chai Coca ở bên đó là 40.000, mua một chai nước lọc là 35.000, một đĩa bánh gạo á là khoảng là 150.000, đúng rồi, mới năm ngoái đây chứ đâu. Đấy, như vậy là cái tiền của lương của bên Hàn Quốc cao thì nó đi đi với là cái giá cả cũng cao, cho nên là bạn cũng không thể nào mà nói là như thế được. Cái bạn gì mà Hùng Lâm Hùng biết chứ đó, bạn nói là như vậy được. Còn á, bạn nói là cái đường cao tốc thì như tôi phân tích á, các bạn bây giờ á, ví dụ như là Lợi Minh bây giờ là đang ngồi đây này, nếu mà Lợi Minh có sang Hàn Quốc rồi, Lợi Minh sẽ nhìn thấy là cái cơ sở tầng của Hàn Quốc rất giống Mỹ nghe Lợi Minh nghe đó. Mình nói thiệt á, mà nhiều người cũng thấy như thế, tại vì sao? Được người Mỹ là người ta đổ tiền vào đấy rồi người ta quy hoạch, cho nên nó rất là giống cái cơ sở tầng của Mỹ đó. Cho nên là các bạn ở ở cái mấy người Ba Que là cứ ngồi mà coi như là các bạn ngồi, các bạn rất là kiến diện và chủ quan đấy. Còn mình cũng không biết là vì sao, lý do vì sao mà 10 năm nay bạn chưa về đất nước thì tôi không biết đấy. Còn cuối cùng thì tôi nói lại là cái chỗ mà anh bạn ơi, em chuẩn bị xuống đây. Dạ. Em chuẩn bị xuống đây đấy, em nói với anh biết á, tức là còn về cái hiệp định này á là nó rất là dài và nó rất là lắm thứ, cái điều khoản nó nhiều lắm, đọc không thế được, mà mình chỉ nắm được một số ý chính thôi đó. Còn riêng cái về bảo hộ giao dịch là có thể đấy, nhưng mà nó vẫn có cái sự điều tiết của các chính phủ, chứ không phải là đấy, tức là trong cái điều kiện bình thường thì anh có thể, nhưng mà trong cái điều kiện nào thì anh được ấy, chứ không phải là anh muốn lúc nào thì cũng được đâu nhé. Đấy, rồi em xuống tí anh, nóng quá. Rồi, vâng, xin chào các anh chị nhé. Vâng vâng, rồi xin cảm ơn chị Nga. Vâng. Đấy, qua cái phần phân tích vào của chị Nga thì nói chung là bây giờ thực tế ra cái hiệp định EVFTA thì nói chung là nó cũng rất phức tạp, thì nói chung là bao giờ cũng có một cái hiệp định thương mại tự do nào đó, bao giờ cũng có một cái mà thuận lợi đấy, về vấn đề xuất khẩu của Việt Nam, và nói chung là nó cũng có một cái thách thức. Thì nói chung những thách thức của về phần Việt Nam ấy, thì chính phủ Việt Nam sẽ tìm cách mà khắc phục được những cái vấn đề đó. Thì nói chung là các bạn rất yên tâm về cái đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam mình. Chứ còn bây giờ ví dụ tôi nói sơ qua với tất cả các bạn, vừa nãy tôi nói qua rồi, vẫn có khả năng chắc là do mạng nó như thế nào ấy. Thì vừa rồi chính đeo cái tai nghe Bluetooth này vào, nhưng mà cuối cùng quên lại không bật cái ở trong máy này, nhưng bây giờ sợ bỏ cái ở trong máy ra live nó bị tắt đó, cho nên là
Anh Phú Nguyễn lên đây một chút xíu nhá. Về những cái hiệp định này thì nói chung là anh hiện nay đang sống ở Đức, thì Đức là một cái nước đầu tàu ở trong cái khối EU ấy, thì nói chung là anh cũng biết được phần nào về cái vấn đề đó. Thì tôi nói với tất cả các bạn là ngày 27, ngày 28, tới ngày mai, ngày kia thì cái hội nghị G20, một hội nghị của 20 nước phát triển hàng đầu thế giới đó diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản, thì là Việt Nam là một nước duy nhất ngoài G20 được mời tham dự hội nghị này. Thì nói chung là qua đây thì các bạn ấy thấy là cái vị thế của Việt Nam nó rất là cao, và nói chung là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản không nghe được. Tại sao thế? Tôi đã cố tình tôi bỏ ra rồi mà, bỏ cái tai nghe ra rồi tôi nói buông đấy. Thì qua đây thì mình mới thấy là cái mối quan hệ rất là tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay. Đấy thì ở trong cái hội nghị này vào ngày 27-28 này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có một bài phát biểu rất là quan trọng ở cái hội nghị này. Và nhân cái khi mà cái chuyến thăm của cái chuyến mà dự hội nghị G20 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì là theo như ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Nhật Bản, thì là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ nhân dịp này sẽ thăm chính thức Nhật Bản, thì đây là một cái dấu mốc rất quan trọng đấy. Rồi xin mời Khoa Lê. Trong cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản thì các bạn cũng đều hiểu là nói chung là Việt Nam Nhật Bản thì đấy, các bạn đã thấy là Việt Nam Nhật Bản hiện nay coi như là quan hệ với nhau rất là thân thiết, vâng. Em xin nên chia sẻ một phút thôi. Thế em muốn nói về cái tỷ giá. Tại sao chúng ta cái đồng tiền của chúng ta lại duy trì một cái tỷ giá mà gọi là một cái đồng tiền yếu? Cái đồng tiền yếu này là để chúng ta hỗ trợ cho cái việc vấn đề xuất khẩu. Chúng ta biết là chúng ta là một cái nước đang phát triển cho nên cần rất nhiều các nguyên liệu, vật tư và cái trang thiết bị. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ nhập khẩu rất nhiều. Thì để cân đối cái cán cân thương mại thì chúng ta phải tăng cường cái vấn đề xuất khẩu. Đúng rồi. Và chính vì vậy chúng ta Văn Lang Văn hỏi là Việt Nam có bị mất không anh? Đúng là có mất. Năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc như bọn Ba Que nói. Đấy. Chỉ mỗi bọn Ba Que nó biết thôi, nó nói rồi nó biết thôi, còn chứ còn tất cả các nước ví dụ như EU, Nhật Bản, Mỹ các thứ là không biết. Mỗi Ba Que biết, là Ba Que giỏi lắm. Rồi xin mời con lên. Vâng. Thì chúng ta duy trì một đồng tiền yếu để cân đối cái cán cân thương mại. Đó. Đấy, thì chúng ta biết là khi chúng ta nhập khẩu nhiều, vì đất nước đang phát triển cho nên sẽ cần nhập khẩu nhiều các trang thiết bị và các nguyên liệu thô hoặc là nguyên liệu tinh để sản xuất, thì chúng ta sẽ phải mất một cái lượng, phải bỏ ra một cái lượng đô la lớn. Và để coi như là để bù lại chỗ đó, chúng ta phải tăng cường xuất khẩu. Osaka là thành phố cảng. Tính thì chúng ta xuất khẩu cho nên là chúng ta cần hỗ trợ xuất khẩu, và chúng ta phải duy trì một cái đồng đô la yếu. Ví dụ một cân vải chúng ta mua ở trong nước độ khoảng là 30.000 chẳng hạn. Đấy. Thì bán sang Mỹ chúng ta được độ khoảng 10 đến 12 đô, thì chúng ta sẽ có được hơn 200.000, cộng với cái chi phí vào đấy thì chúng ta sẽ có lại. Thì đấy là chính là cái vấn đề xuất khẩu, để chúng ta thu hút cái nguồn ngoại tệ, để lấy ngoại tệ vào để bù đắp cái chi phí các cái thương mại. Thì hình như năm vừa rồi mình đã có xuất siêu rồi đúng không anh? Đúng không anh Bằng? Mình đã xuất siêu rồi đúng không? Cái xuất siêu của mình, anh có biết cái thông tin của xuất siêu? Em nghe nói là có cái xuất siêu rồi. Thì chúng ta thấy là đất nước đang phát triển thì chúng ta bắt buộc phải chấp nhận lại duy trì được đô la yếu, nhưng mà đồng tiền yếu so với đồng đô la, nhưng cái đó nó không có vấn đề gì cả. Bây giờ như chị Phi Nga vừa nói, chúng ta phải hiểu rằng đất nước ở Mỹ hay ở Hàn đồng lương người ta cao, nhưng cái tiền lương thực tế, tức là cái gạo mắm muối, tất cả những cái gì chi phí cho cơ bản cho cuộc sống,
người ta cũng chỉ được như cái người Việt Nam mà có mức lương thấp thôi. Đấy, là do cái vấn đề cái giá thành sản phẩm. Đấy. Ví dụ một bát mì Hàn Quốc thôi, anh phải mua 150. Tính ra tiền Việt Nam 150. Ở mình đây chỉ 20. Đúng không? Đấy, cho nên là mặc dù mức lương thấp nhưng tiền lương thực tế của người Việt Nam cũng không kém cái những người ở Mỹ. Đấy, thuế thì chúng ta không phải đóng, mà chúng ta chỉ thu thuế trên doanh nghiệp hoặc là cái thuế môn bài, một số lượng rất chi là nhỏ. Nên chúng ta phải thấy ở đây là nhân dân ta đã được coi như là Đảng, chính phủ, nhà nước hỗ trợ rất nhiều và đã mang lại cho chúng ta một cuộc sống hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Đến ngày hôm nay nó là một cái thành quả cực kỳ to lớn mà chúng ta đã được thừa hưởng cái định hướng xã hội chủ nghĩa rất đúng đắn. Thì Tổng thống Mỹ phải đến Việt Nam phải thừa nhận và phải gần như là nước Mỹ đang học lại, đang xem xét lại cái chủ nghĩa xã hội khoa học của Việt Nam. Nó chúng ta thấy đấy, Tổng thống Mỹ nói về một vấn đề gì đó, đưa ra một ý kiến gì đó, nhưng mà các cái đảng phái khác nó phản, nó không nghe, nó chống lệnh, không làm gì được. Nhưng chúng ta là trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, thì chúng ta chắc chắn phải đi nhanh hơn các cái nước tư bản mà dân chủ đa đảng nhưng cuối cùng nó là nát bét. Đấy. Vâng, em thì xin một phút thôi, bây giờ hơi nhiều rồi. Em xin phép xuống để cho anh em lên. Rồi, ok. Xin cảm ơn Mọi người. Cảm ơn. Vâng, thì cũng tiếp lời Khoan Lê và một số các bạn vừa rồi có mang là như thế này này. Nói chung là mình hiện nay ấy, đất nước mình là một đất nước coi như là chúng mình được sống trong một đất nước độc lập, tự do và tự chủ hoàn toàn, đúng không? Ví dụ ngay cái bản thân tôi nó nói như vậy, ở nhiều cái live trước của tôi, bản thân ví dụ như Nam Triều Tiên chẳng hạn, cũng là một đất nước hiện nay nó rất phát triển, nhưng mà nói chung người ta cũng còn một nỗi đau còn đó. Ví dụ như Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên, đúng không? Nó cũng là cùng một đất nước cả, nhưng mà hiện nay đất nước chưa được thống nhất, mà chính cái vận mệnh của dân tộc Triều Tiên đấy thì là cũng là do những cái kẻ ngoại bang người ta quyết định đấy. Ví dụ như các bạn đều đã thấy, ví dụ như cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trung và cái nhà lãnh đạo Kim Jong Un chẳng hạn đấy, ở Hà Nội vừa rồi, cho như Tổng thống của Hàn Quốc ở bên kia còn ngóng xem cái cuộc họp đó như thế nào, đúng không? Đấy, cái phát huy mệnh dân tộc của mình. Vâng, xin chào anh Phú ạ. Dân tộc của mình mà bị cái thằng khác mà nó quyết định. Vâng, thì các bạn thấy không, các bạn sống trong đất nước thì các bạn cảm thấy nhục không? Cái bài mình nói chuyện với chị Nga rất là hay. Mình nói thật với các bạn, những người Việt và hải ngoại đa số không có thời gian để mà nghe những tin tức hay đọc báo chí nhiều đâu. Tại mở mắt ra là bắt đầu phải lo đi cày rồi. Anh Bằng biết không? Mở mắt ra phải lo đi cày rồi. Và với lại có cái nữa là cái mình nói thẳng đây là rất là buồn cho cái dân tộc Việt Nam mình, là những người hải ngoại họ chỉ thích nghe những cái gì mà cái bản tiêu cực hay là những cái mảng gì mà của Việt Nam thôi, chứ còn họ ít bao giờ mà họ quan tâm đến cái nền kinh tế phát triển của Việt Nam hay là một cái tầm xây dựng vĩ mô của đất nước Việt Nam khi mà được phát triển như thế, họ không bao giờ họ nghe đó. Cái đó thiển cận họ rất là thấp. Mình nói thật, cho mình nói thật, mà mình nói thẳng một câu là đại đa số nha, đại đa số là người Việt tại ngoài không có học, không học nhiều, chỉ có lớp trẻ nó học, nhưng mà đâu phải thằng nào học về kinh tế đâu. Như tôi nói đây, không phải là tôi nói, nếu mà hỏi về con tôi thì nó nắm rất là rõ, tại vì nó học về kinh tế anh, mà với lại con cái nữa là nó có cái lòng về hướng về đất nước đấy. Chứ còn mà đa số tôi nói mà nhiều thằng trưng cái lúc nào cũng tự vô ngực là tao là bác sĩ, mày là bác sĩ thôi chứ mày đâu hiểu về kinh tế và chính trị là cái gì đâu. Chứ là cộng thêm một cái nữa là nó bị tiêm nhiễm những cái nọc độc của giới truyền thông bên Mỹ. Chứ là cha ông của chúng nó là một số là Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên những cái gì mà khi mà tụi nó th-
thấy đất nước Việt Nam phát triển là thấy cái gì đó là tụi nó cảm thấy rằng là không thích rồi. Cái đó là tụi nó cái thực tế nhất. Nên tôi nói ví dụ như những cái tàu, những cái đài mà gọi là truyền thông của nước Đức, người ta lúc nào người ta vẫn nói thẳng là người ta vẫn đánh giá cái nền kinh tế Việt Nam rất là tốt, rất là tốt. Còn riêng cái bọn mà truyền thông ở Đức này mà như cái thằng Khoa được mấy thằng đó, mấy thằng đó là mấy thằng mà loại là tẹp nhẹt. Tôi nói thật anh là chẳng qua là mày nó bôi bác để nó kiếm sống, để cái bọn Việt tăng chi tiền cho nó sống thôi. Tôi nói là thí dụ như một câu, tôi nói như Kỳ Nga nói là thí dụ như cái vụ mà Trịnh Tuân Thanh nó xảy ra thì người ta chỉ tạm hoãn thôi, thì tôi nói dịch lại vấn đề là cắt đứt. Nếu tụi đó là cái thuật lừa đảo mà nó xuyên tạc mà, anh thấy không? Mà nó xuyên tạc từ ở một cái góc độ gọi là cái ngọn của tụi đó là cái ngọn là nô lệ của Việt Nam Cộng Hòa, nó còn rơi rớt lại đấy, nó còn cái độc lại lên anh Bằng. Thế thôi, như anh thấy không, từ những cái thằng thượng nghị sĩ ở bên Mỹ mà cái đám mà con cái của Ba Sọc, anh thấy lên một cái lời phát biểu của nó mang một cái tính cách cứ là rất là ngu si. Mình không có nói là đó là những cái thằng gọi là mang tiếng đồ là luật sư, là thượng nghị sĩ này kia nọ, nhưng mà thật sự là tụi nó không có cái tâm với một đất nước. Thì một con người không có cái tâm đất nước thì lúc nào nó cũng có một sự xuyên tạc và bôi bẩn đó. Mà chính bản thân chúng nó là những thằng xuyên tạc, và chính bản thân thì đó là những cái thằng mà gọi là ngu nhốt về chính trị, bè phái, tham nhũng, lợi ích nhóm cũng là do bọn đó. Nhưng mà lúc nào nó cũng bảo là người cộng sản. Đó. Ví dụ như tôi nói qua cái trả lời của nửa vòng trái đất, cái thằng mà gọi là luật sư dân biểu là thằng Trần Thái Văn đó, đúng mới nó dùng cái lời lẽ ngu, nó bảo là cộng sản là dùng luật rừng. Bè mà chúng bay cũng luôn luật rừng. Tao nói thẳng ra đây, mình nhiều khi đối với cái đám đó mình không cần phải khách sáo mà dùng cái từ ngữ là kính ngữ từ đó anh Bằng. Nó thật. Anh thấy tưởng mẹ bây giờ thôi, anh có cái tụi có một cái luật lệ nào mà trên thế giới này ban hành mà những thằng mà đi phá phách, đi biểu tình chống phá người ta là bắt cái cơ sở đó phải trả đóng tiền phạt không? Mẹ chỉ có cái loại con cái Ba Sọc nó mới làm những chuyện đó thôi, chứ ai mà đi làm chuyện đó. Thế giới nào mày thử mày kéo ra cái tụi Mỹ trắng là biểu tình cho đập bỏ mẹ luôn, chứ ở đó bắt nó đóng tiền phạt. Anh thấy không? Đúng không? Cho nên nói đến cái bọn mà gọi là hải ngoại, bọn lưu vong áp chiến lược của Bosa, cái chán lắm. Tôi nói thật anh một câu, cho nên mình lên mình nghe những người trong nước, như thí dụ như trình độ của chị Nga hay là những người nói chuyện Bình Ngọc tiếp thu để cho những cái bạn trẻ họ hiểu được. Chứ con bé những cái thằng mà bá dơ mà nó lên đây mà nó siêu tạc, nó chẳng làm được cái gì hết. À, cái người mà da trắng, cái người Đức tránh cống hay người Mỹ tránh cống, người ta nhìn nhận đất nước Việt Nam nó như thế nào. Cho nên anh thấy một năm trên chuyến bay mà đi về Việt Nam, tôi nói anh, người da trắng rất là nhiều. Mà mình hỏi người ta thế, mày thấy Việt Nam thế nào, nó dùng cái câu là CC good, có nghĩa là quá ư là tốt đẹp. Anh thấy không? Là tất nhiên là mình cảm thấy là mình vui, là mình tự hào. Nếu mà một con người Việt Nam mà sống xa quê hương mà nhìn nhận cái đó là mình cảm thấy mình tự hào rồi. Đó, mình tự hào quá rồi. Chứ còn người ta thật anh một câu, chứ đại đa số nha, đại đa số người Việt hải ngoại chả có cái trình độ mẹ. Chỉ có những cái bọn trẻ mà học ở đây lên á, thì nó, nhưng mà nó ít có quan tâm về vấn đề lắm. Thằng nào học kinh tế mà nó làm việc nhiều á, tại vì thằng con tôi nó làm việc, nó có làm việc bên phía Việt Nam anh. Đấy, đó tại vì nó lấy cái công ty của nó, công ty lớn mà, công ty siêu thị của nó là leader mà lớn mà, làm trên tổng công ty mà. Nó coi về mặt và xuất nhập khẩu này kia nọ, nó buổi sáng là đi Áo, đi Ý, đi cái nước châu Âu này kia nọ. Nên nó phải làm việc hàng hóa từ Việt Nam sang, cho nên nó hiểu được. Chứ còn ở đây mà đại đa số, mày dân làm công nhân, đại đa số là chiếm hết 70-80% là công nhân. Nó hiểu biết gì đâu. Nó chả hiểu biết gì hết. Đủ mày sáng này, ngủ dậy là sáng là giác cái bạch vô hãng, nhiều khi bị chửi như chó. Đó, mà khi nó lên đây là bắt đầu chê bài đất nước Việt Nam. Cái thật sự đó, tụi nó chả hiểu. Nên tôi nói cái thằng mà gọi mấy cái thằng mà bảo rằng là chê Nguyễn Nhật Vượng, tôi nói thật mẹ Hoàng Hoàng Kiều cũng chưa đủ tư chất nói chuyện với ông Nguyễn Nhật Vượng, chứ đừng nói chi bọn đó. Cho nên bọn mấy này nói để mình nghe cho vui thôi, để thấy độ ngu của tụi nó thôi. Anh Bằng, tôi nói thấy cái độ ngu của tụi nó thôi. Đó.
Đấy, cho nên cái thằng mà gọi mà xử án, cái thằng mà về mà cái âm mưu lật đổ chống phá đất nước 12 năm, tôi nói thật đó là Đảng Cộng sản còn nhân bản. Bây giờ mình đưa ra một cái vấn đề ngày xưa, thế thì tại sao nó kết án Nguyễn Văn Trỗi là tử hình? Và vì Nguyễn Văn Trỗi là người Việt, là một người yêu nước, họ giết là giết người Mỹ, họ đến Việt Nam đất nước mình để xâm lăng. Còn những cái thành phần là chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền của nhân dân, đó là chống phá là lợi ích, sự lợi ích của toàn dân tộc. Hai cái nó khác biệt với nhau. Nếu mà xử như vậy là gọi là nhân bản rồi. Mà nó bảo là cộng sản là không cho luật sư, cái không cho luật sư á, là tụi bay phải chửi thằng Mỹ là hèn với cộng sản mà ác với là người dân Hoa Kỳ. Nếu mà thằng Mỹ mà thực chất ra mà nó coi trọng tụi bay á, nó sẽ có luật sư của nó qua. Nó làm như thế nào nó phải có luật sư. Nhưng mà tại vì rồi nó bảo nó thấy tụi bay là Mỹ màu, cái đám ăn hại, chính tụi mày là cái người gọi là phá đi, phá vỡ đi cái sự hợp tác giữa nhà nước Mỹ và Việt Nam. Đó, anh đồng ý không? Đúng ý. Trong khi mà một chính phủ Mỹ, một ban giao Việt Nam trên cái tầm độ là cái tầm độ cao đó, là cái lợi ích nó mang về cho nước Mỹ rất là nhiều. Mà tính bây tụi bay mày vào ra nước Việt Nam, tụi bay phá là tụi bay làm đi vỡ đi những cái tình ban giao cái giữa Việt Nam và Mỹ. Đúng rồi, thì tao có cái gì để mà tao cứu tụi bay? Mà tụi bay đâu phải là cái thằng Mỹ da trắng đâu, tụi bay là cái thằng Mỹ đầu đen, thằng công dân hàng ba. Đồng ý không? Các bạn đồng ý không? Cho nên mấy cái thằng đó, trong khi mà hỏi mà nghe mấy cái thằng mà ở hải ngoại mà lên phỏng vấn như mấy thằng mang cái này cái kia rồi, thật sự mấy thằng đó đầu óc nó rỗng tóc, nó chỉ có hai cái từ là làm sao chống cộng sản để chi nó kiếm phiếu. Anh bằng biết không? Để nó kiếm phiếu chứ không có con mẹ gì hết á. Mục đích của tụi nó là gì? Thấy từ con Gia Đếp Nghiễn đến thằng Trần Khánh Văn đến những bọn dân cử, nó có làm gì được cho cộng đồng Việt Nam không? Cái đơn thân gì đâu có đâu. Thấy không? Nó chỉ kiếm phiếu rồi xong xả rồi đủ, mà nó chỉ phe nhóm rồi này kia đó, nó làm lợi cho cái bọn Tàu. Thế thôi, chứ không có con mẹ gì hết. Bây giờ chính người dân người ta cũng hiểu biết rồi, người ta cũng nhìn nhận ra được cái bản chất của tụi nó là vậy thôi. Anh thấy không? Tôi nói là rất là cảm ơn chị Nga, nói là rất cái bài rất hay thật sự. Ở đây nhiều khi tối đi về, biết đi bằng đi về, tối về là bắt đầu cái là cái chương trình nó hết cái chương trình, đâu có thời gian. Và cái thứ hai nữa là mình không học về kinh tế, mình nói cái gì là mình phải tự nhận cái gì mà cái yếu của mình có học về kinh tế. Ví dụ con của tôi ok, anh nói về kinh tế chính trị nó đã lắm, cho nên nhiều khi mà cha con gặp nhau rồi suốt ngày nói chuyện cho nghe hay lắm đấy. Là nó như vậy thôi. Đấy, còn mình thì nhiều cái mảng về vấn đề là mình hiểu được những cái gì đó trước. Mình đã từng sống qua cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, đệ nhị là rồi này cái đó. Mình hiểu được để mình đấu tranh với lại những cái thành phần là chống phá là đất nước. Hay là còn về mặt kinh tế thì mình học học nhiều anh chị em. Tại vì chính thật sự mà nói chứ, chính bây giờ tôi nói nghe, chính bây giờ cái chế độ bây giờ mới tạo được, mới đào tạo ra cái thế hệ trẻ mới có một cái kiến thức rộng. Ngày xưa chế độ Việt Nam Cộng Hòa đâu có anh bằng. Tụi mày lớn lên, tôi hỏi anh lớn lên 18, 19 tuổi là bắt đi lính mẹ rồi. Thằng nào mà cố gắng học lắm á, thì 100 thằng chỉ được khoảng 2-3 thằng là vô đại học. Còn đại đa số là con em là lao động, là coi như là tới thằng nào hay lắm tới đề ngũ, đề lục, đề tứ là coi như là xong rồi đó. Là bắt đầu là phải là đúng mà đi vô lính rồi đó. Đó, bị bắt lính đi lính rồi đó. Đâu có làm gì có kiến thức như bây giờ. Bọn trẻ bây giờ luôn mẹ. Tôi thật anh ra đường mẹ lượm cái thằng đại học nó nhiều hơn lượm taxi nữa. Đúng không? Đấy. Nhưng mà bọn nó lúc nào cũng là rêu rao thế này thế rao thế kia. Cho nên tôi thấy rằng cái diễn đàn mà được những cái người mà có anh em em trong nước có kiến thức như chị Nga hay là kiến thức như vậy rất là bổ ích, rất ư là sự bổ ích. Đấy. Thì đó em nó thật là thay mặt rất là cảm ơn chị Nga. Đấy. Hiểu được cái vấn đề đó. Đấy, em xin phép xuống. Vâng, xin cảm ơn anh Phú. Dạ. Vâng, có anh chị lên thì gửi lời yêu cầu và ok chứ. Thì tôi nói với tất cả các bạn, nói với đến cái bọn sống cộng cực đoan ấy, thì thực tế tôi nói với nhiều người ấy, thì bảo là, tức là nó hiểu biết thì tôi nghĩ rằng là chúng nó không hiểu biết của chúng nó rất là kém. Đó. Bây giờ ví dụ như là, rồi xin mời Thanh Thanh, Thanh Thanh nói về cái chuyện mà, rồi, xin mời Thanh.
xem là đá nhau với bên xương như như thế nào. Chào chú, chào mọi người. Vâng, thì cháu thì cũng chỉ cái tiếng nói của cháu muốn nói đến những người đối lập thôi, chứ còn những người yêu nước như những người trên diễn đàn thì cháu cũng ấy cũng không muốn nói gì cả. Thì những cái cháu nay cháu định gửi cho xem một cái clip của Tân Thái chú. Thì nó ấy một cái khách mời mà đưa ra một đứa con nít, một đứa trẻ con nó mới có 3 tuổi thôi. Nó bắt đầu nó dậy giữa con nít đấy nói là ghét đảng cộng sản, đảng cướp của nhà cháu rồi các thứ. Tôi không nghĩ cái loại bố đấy là cái loại bố kiểu gì nữa kia. Con người ta thì người ta dạy cho con hai cái đẹp đây, con mình dạy cho những cái tư tưởng cực đoan ngay từ bé quá. Rồi đến lớp thì nó nói những cái câu đấy ra, có phải bạn bè xa lánh rồi cuộc đời nó đi về đâu. Thà ông để nó lớn lên tí nữa, xong rồi bắt đầu tự nhìn nhận, nó tự cảm giác nó về phe ai đấy, là sau này nó lớn nó tự hiểu biết. Đây mới 3 tuổi mà nhiều nhét những cái mà đúng cho thật, nói thật là thằng bố khốn nạn, nhưng không phải thằng bố gì cả. Xong rồi ấy, cái vụ mùng 10 tháng 6 vừa rồi chú, dân ấy, dân không ai xuống đường cả, nó quay sang nó cũng bảo dân hèn rồi, dân không có ý thức chính trị. Đấy hôm cháu cũng lên nó nói, bảo bây giờ dân nó không phải nó hèn đâu mà dân nó khôn rồi, với cả dân trí dân cao lên rồi, nó biết cái gì là sai, cái gì là đúng. Chứ còn dân nó không hèn một chút nào cả. Nó tự dưng bây giờ cuộc sống nó no hạnh phúc, tự dưng nó nhảy xuống đường đi làm mấy cái vơ va vơ vẩn, mấy cái thằng ba que để làm gì. Rồi có chuyện nữa, cái chuyện mà cái của vụ bóng đá chứ. Lên lý luận là tại sao dân xuống đường đi biểu tình đòi đa đảng thì đàn áp, còn dân dân thì xuống đường cổ vũ bóng đá thì gọi đấy là yêu nước. Đầu bọn này thật sự là nó chưa cái gì đấy, cháu không muốn nói thẳng là chưa cái gì đâu, mà thật sự là nó ấy lắm rồi. Còn cái vấn đề họ hay nói kiểu dân oan ấy chứ, không biết mọi người nghĩ làm sao cho theo cháu ấy, với cả cháu chứng kiến rất nhiều rồi, dân oan thì có nhưng mà nó là số ít thôi, còn hầu hết là dân gian chú ạ. Ví dụ như nhà cháu nhé, ngày xưa cách đây 2 năm nhà cháu chỗ đấy là giải phóng mặt bằng chứ, nhà cháu mặt phố, lúc đấy thì nhà nước áp cái giá chung là 315 triệu một mét. Thì một dãy nhà tầm khoảng 70% là đi hết rồi, còn 30% các ông ở lại, ông cứ củ nhây rồi cứ bảo phải giá này giá nọ, cái lọ cái chai mãi không giải quyết được. Xong bắt đầu đấy, chính quyền đến cưỡng chế là thành dân oan đấy chú. Đấy, cái dân oan của bọn nó là như thế đấy chú ạ. Chả có gì cả oan cả. Bây giờ đấy, cứ làm đúng theo cái chính sách của đảng và nhà nước, với cả các cái giá chung thì người ta có hết rồi. Mấy ông thì cứ ra, mấy ông cứ đòi hỏi này nọ, đến lúc cưỡng chế thì mấy ông lại đi kêu. Cái dân oan như thế là ít lắm, toàn dân gian thôi. Còn cái bọn nó suốt ngày cứ bảo cán bộ cấp cao mình, nói chung là nó nói từ ông này đến ông nọ, từ bác này đến bác nọ, là từ trên bộ chính trị xuống là ngu dốt các thứ. Mà ông hiểu sao ngu dốt mà người ta làm được đến những cái chức cao như thế. Còn bọn nó khôn, bọn nó toàn đi rũa neo với cả ăn trợ cấp, thì không hiểu ngu dốt được một phần 1.000 của mấy bác đấy thì chắc là nó giận lợi dầu nó sướng lắm rồi. Đấy, với cả hôm nay mọi người chú ạ, hôm nay cháu vào chỗ Ben Chột, nó bắt đầu nó đưa một cái clip, chú có không biết chú với mọi người có xem cái clip mà cái thằng Việt Kiều Mỹ, cái thằng ba que, con cháu ba que Mỹ nó về bắt đầu ngáo đá, bắt đầu nó nhảy múa trên xe, không biết mọi người cái chú có xem không. Hôm nay nó đưa lên, nó bảo đấy là thanh niên Việt Nam thời buổi giờ đấy rồi thế này nó, bị cháu vào cháu bóc phốt cho không dám nói gì nữa mà chú. Đấy, nó bảo, nhưng mà trong khi đấy kể cả là đúng thực trạng bây giờ mình cái ma túy đang là cái vấn đề nhức nhối toàn xã hội, nhưng mà bây giờ nhà nước đang ấy, đang làm triệt để như thế, mà nó nói nó không biết, nó có biết so sánh bên Mỹ nó không, bao nhiêu băng đảng ma túy mấy chục năm nay rồi không thể nào làm được gì nó, mà buôn bán ma túy từ Mexico sang Mỹ thì nó cả chục tấn đấy, những ông chủ ma túy lớn nhất thế giới toàn Mexico, bắt đầu tuồn sang Mỹ mà.
những cái con người này lên ấy, nó không phải, cháu theo cháu thì những cái người chủ diễn đàn bên đấy là nó không phải là nó ngu đâu, mà cố tình láo, cố tình xuyên tạc để nó dắt mũi những người kiểu là những người không hiểu biết đấy chứ, người ta chỉ biết nghe một cái một chiều, nó không biết nghe đa chiều. Kể như người ta biết so sánh ấy, thì bây giờ nó rất đơn giản mà, bây giờ nó đưa ra một vấn đề bên này, mình nhìn xem cái nước mà nó đang, nghĩa là nó đang tôn sùng, nó đang ấy, kiểu thiên đường Mỹ ấy, mình sang cái mình so được ngay mà. Bây giờ công nghệ nói rồi, nó mở rồi, có gì đâu mà không biết, cứ để nó dắt mũi thế. Với cả bây giờ bọn nó bây giờ bọn nó làm những cái mà để mà bây giờ dân trí cao rồi, làm những cái để người dân người ta biết ngay được như thế thì muôn đời bọn nó không làm được. Chứ bảo bây giờ làm gì mà bên YouTube xem đâu khoảng 2-3 nghìn đến 1,5 nghìn chửi thì nó làm ăn được cái gì nữa. Thật sự muôn đời nó không bao giờ làm được cái gì cả. Được. Rồi, ok, rồi, cảm ơn Thanh Thanh. Dạ. Rồi, cháu là chú trong người. Chú thỉnh thoảng chú cũng tạt vào cái kênh Bên Yên Sương và Tân Thái thì chú cũng thấy cháu chiến đấu với bọn nó ở bên kia rất đấy. Nhưng mà thực tế là chú thì dạ, vâng. Nói chung giờ chú thì... nghe thấy cũng bực mình lắm, nhiều khi là nếu chú ok cái nào nó xin lên luôn, nhưng mà không chú ạ. Chú có nhiều người vào, có nên là chú cũng không muốn vào lắm, mà chú vào thì nói chung là trước kia thì chú cũng thỉnh thoảng chú vào. Vâng, các chú cứ yên tâm, bây giờ bọn cháu rất nhiều page chống phản động, bọn cháu làm nó chuyên nghiệp lắm chú ạ. Tất cả cháu có một tổ gọi là cảm tử quân ấy, là sẵn sàng bọn cháu tạo nick bọn cháu chơi bọn nó thôi. Nhất là mất nick, nhưng mà mất nick nhưng người bọn cháu vẫn còn à. Đội bọn cháu đông lắm chú ạ. Dạ, vâng, cháu cảm ơn chú, cảm ơn diễn đàn. Rồi, ok. Rồi, rồi, cảm ơn cháu. Dạ. Rồi, anh Bình Phương ạ, anh ok ạ. Thực tế là hôm nay... cơ bản là cái máy của mình có trục trặc về cái phần micro. Thành cùng là mình vừa nãy mình khi mình mở ra mình dùng YouTube này là được này, nhưng mình khi mình mở ra mình quên không bật ở mình bật YouTube trong máy mà quên không bật cái thiết bị nó ứng với cái này á. Nó thành cuối cùng là nếu mà bây giờ ví dụ như mình ấy xuống thì sợ nó tắt like. Đấy, cho nên là thôi các bạn thông cảm. Rồi em nghe xem anh Bình Phương vừa ok, anh ok lại, em mời anh lên. Em đang thêm anh Bình Phương ạ. Nói chung là mình nghe những cái like của bọn mà chống cộng đoàn bên kia nhức đầu, chúng nó phét nó lắc kinh khủng. Vâng, em xin chào anh Bình Phương ạ. Rồi, chào anh Bằng, chào tất cả các bạn với diễn đàn. Tưởng đâu bạn nói còn lâu lâu, thành ra tranh thủ đi đánh răng đang ngủ. Thôi để nói với các bạn mấy tiếng nè. Thứ nhất là cái việc mà cái ông xử cái vụ án kia rồi á, thì bây giờ là nói quá nhiều rồi, mình vô hơi trễ, vô cái lúc mà anh Lê, Khoa Lê vậy đó lên à, còn chị Nga thì vừa dứt, thành ra không biết là ý kiến của chị Nga là cái gì. Nhưng mà từ lúc bạn Khoa Lê lên đó, thì mình lên nói các bạn cái vấn đề mà cái ông xử cái ông đó ông Phương Minh Nguyễn gì đó, thì qua cái vụ xử đó thì quá nhiều người bình luận rồi đúng không. Rồi là cái ý kiến của các cái nước, các cái Việt kiều bên Mỹ mà từ cái lúc bị bắt á, cũng vậy. Tức là họ cho rằng là Mỹ sẽ là ông trời, ông đất, sẽ là thế này thế khác, rồi các nghị sĩ can thiệp vân vân mây mây. Nhưng mà rồi á, cuối cùng cái dự xử vừa rồi thì nó hai vấn đề nổi bật lên. Thứ nhất là án 12 năm, mà 12 năm là cái khung nhẹ nhất đó nha. Trong cái án mà này, cái tội danh này đó là cái... Lập tổ, chính quyền nhân dân. Vâng, dạ. Tội lập tổ, chính quyền nhân dân. Dạ, yeah, thành ra đó, không, nhưng mà âm mưu chứ không phải là tội lật đổ. Ở ngoài hải ngoại, ông luật sư Hoàng Duy Hùng, ông phân tích cái đó là đúng. Tức là âm mưu lật đổ chứ không phải là lật đổ. Thành đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái vấn đề là 12 năm tù. Đó, và cái vấn đề đó là không có luật sư. Thì các bạn chắc cũng biết rồi, luật sư, cái chính sách luật sư của mình rất là nhân đạo, không có cái gì cả.
Thứ nhất là ông này ông không chịu thuê luật sư của Việt Nam. Đó. Đó, gia đình ổng thì muốn thuê luật sư bên Mỹ, nhưng mà luật sư bên Mỹ thì không ai tới chịu, không ai tới chịu vào xử, không ai đi vô, bởi vì cái số tiền như thế nào đi ra làm sao có luật lệ của Việt Nam. Nhiều khi ông Hoàng Duy Hùng nói rất đúng, nhiều khi anh làm luật sư Mỹ nhưng mà anh không nắm vững cái luật của Việt Nam thì anh vô anh cãi, cãi cái gì, bởi vì người ta xử là xử theo luật Việt Nam. Đó là cái điều mà coi như họ không được, và luật sư Việt Nam thì họ không. Nhưng mà cái nguyên tắc á, nếu anh không có luật sư và anh không thuê luật sư thì nhà nước mình cũng cho một luật sư, nhưng mà tự nhiên họ từ chối. Đây là dứt khoát là cái sự từ chối của chính bản thân ông á, chứ không phải là nhà nước mình là không có cho ông có luật sư. Các bạn biết ở đây mà mình đơn thân không có tiền, không có bạc, không có nhân thân gì đó thì là thường thường nhà nước người ta cử một cái luật sư cho mình đó, chứ không phải là không. Thành ra nói để các bạn hiểu rằng là Việt Nam có luật pháp của Việt Nam, có nguyên tắc của Việt Nam và có sự nhân đạo của Việt Nam, chứ không phải là các ông muốn nói gì thì nói. Đó là điều thứ nhất để trả lời cho mấy ông ba que bên đó. Và nhân đây cũng trả lời cho mấy ông ba que một cái ý như thế này nè. Tôi thì tôi theo dõi cái việc này rất là kỹ, tại vì á là nó nói là cái tính tự chủ. Và trước đây có hai cái việc, nói thật với các bạn luôn là tôi hay có cái màn mà tôi lo lắng về cái chính phủ của mình mà bị đảng mình mà bị một cái thế lực nào đó của nước ngoài, dù là Trung Quốc hay dù là Mỹ, thì tôi theo dõi cái này rất kỹ. Thí dụ trước đây họ đồn đoán, họ xuyên tạc là chúng ta là đệ tử của Trung Quốc, nghe lời Trung Quốc, rồi Trung Quốc chỉ đạo quân quân mây mây. Nhưng mà đó, qua cái sự kiện của ông Phạm Bình Minh đó, thì tôi thở phào và tôi tin tưởng rằng chúng ta tự chủ, chả có mình chúng ta nhân nhượng, chúng ta nghe cái gì thì nghe, nhưng công việc của chúng ta, quyền tự chủ của chúng ta là chúng ta quyết định. Đó, tôi nói ví dụ các bạn biết rồi, ông Phạm Bình Minh là ổng là con trai của cụ Nguyễn Cơ Thạch, nguyên là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Mà trước đây đó là phải nói thật, cái lúc mà cái thời chúng ta đánh nhau với Trung Quốc xong căng thẳng đó, thì Trung Quốc nó rất ghét ông Nguyễn Cơ Thạch. Rất ghét cái này, tôi chắc không có nói cần phải nói sâu nhanh bằng nha. Đó, cái chuyện này chắc anh em mình đều biết cả, cái việc mà họ rất có thành kiến cho Nguyễn Cơ Thạch, và thậm chí là sau đó Nguyễn Cơ Thạch đó là ông Trần Quang Cơ, ông giết hồi ký thì các bạn biết rồi. Đó, thì sau này khi mà ông Phạm Bình Minh á mà có cái ý kiến, họ góp ý thôi chứ họ không có quyền gì, họ góp ý rằng là không nên để ông Phạm Bình Minh, nghĩa là làm cái chức vụ trước đây của cha ông. Nhưng mà chúng ta vẫn bố trí ông Phạm Bình Minh làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và vào Ủy viên Bộ Chính trị. Thì đó là cái việc mà nó thật sự với các bạn, nếu đứng góc độ chính trị là tôi rất là thở phào nhẹ nhõm. Là đây rõ ràng là câu trả lời của đảng, của chính phủ, chúng ta không bị cái nước ngoài nào, chúng ta có thể tham khảo, chúng ta có thể nhân nhượng mọi thứ, nhưng độc lập tự chủ theo lời của Bác Hồ nói, mình là đệ tử của Bác Hồ cho nên mình phải theo. Thì bây giờ đối với Mỹ cũng thế, chúng ta hợp tác với người Mỹ, gác lại quá khứ, hợp tác phát triển tất cả các thứ, nhưng mà chúng ta phải độc lập tự chủ. Đây là câu trả lời cho cái ông Mensah Bùi hồi sáng, ông còn trên đó ông bảo là đánh đã rồi cuối cùng quay qua bờ đánh Mỹ đã rồi bờ đích Mỹ ở đích gì. À, chúng tôi không phải giống thời Việt Nam Cộng Hòa. À, thời Việt Nam Cộng Hòa, xin lỗi anh, nó nói một cái câu mà anh không nghe thì anh chết. À, giống Ngô Đình Diệm, nói không nghe là bắn bỏ, đã sai anh khác bắn. Và ông Nguyễn Khánh không nghe rồi cho đi làm đại sứ nước ngoài, kịp hốt thêm một nắm đất thôi nha. Còn ông Nguyễn Nhân Thiệu mà nhúc nhích cái chuyện cái hiệp định Paris là ông Nixon ông đòi nữa, là nó mà không nghe là coi như là tiêu diệt. Thế làm sao có cái chuyện. Thành ra là còn Việt Nam á, tôi chờ xem cái vụ án này, bởi vì các bạn biết ông đại sứ ở Việt Nam ổng nói cái gì rồi, phải đúng không? Ổng đã nói cái gì sau khi xử, trước khi xử, rồi các cái nghị sĩ bên kia, nếu như chúng ta mà lệ thuộc người Mỹ hoặc là mọi thứ như cái ý nghĩ mà não trạng nô lệ của mấy cái ông mà Việt Nam Cộng Hòa ở bên đó, mấy cái ông chống cộng cực đoan á, thì chúng ta đã xử kiểu khác, đúng không? Ghép vô một cái khung tội khác, và có thể rằng là sau khi xử thì chúng ta lại trục xuất về như cái trường hợp của William Nguyễn là cái trường hợp nó đơn giản, nó khác. Còn ông này đã bắt được quả to tiền bạc tất cả các thứ, mà nếu không xử như thế thì làm sao mà để răng đe cái những cái tội phạm cái tương tự như thế này. Cho nên các bạn nói á, thì các bạn phải thấy rằng là chúng ta đây là thể hiện sự độc lập tự chủ của nước Việt Nam. Đây là một cái sự bình đẳng của chúng ta khi quan hệ với người Mỹ. Đây là luật pháp của chúng tôi. Các anh khi quan hệ ngoại giao với nhau, chúng ta đã nói với nhau rằng là phải tôn trọng thể chế và luật pháp của riêng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Còn luật pháp của anh cũng vậy.
rất là ghét cái chuyện mà khủng bố, đúng không? Ghét cái chuyện mà lật đổ. Ngay cả anh Bình Phương, ngay kể cả Tổng thống Mỹ, người ta khuyên là tất cả công dân dân Mỹ khi sang bên nước ngoài đều phải tuân thủ pháp luật của bên nước ngoài. Mà khi anh đúng rồi, thì cái hôm mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ mà cái kỳ mà Quy Liêu Nguyễn đó, thì họ cũng lên họ cảnh báo, bởi vì công dân của họ cứ ồ bảo là phải can thiệp, phải này phải khác, và họ lên họ tuyên bố cái điều đó thì nhằm cho biết rằng là không thể can thiệp được, phải để cho luật pháp người ta xử. Các anh đi ra nước ngoài thì các anh phải chấp nhận theo luật pháp người ta. Đây là một đất nước có ban giao, mà nhất là trong tình trạng ban giao tốt như hiện nay, thì đó là cái chuyện mà cái câu trả lời cho chúng ta thấy là chúng ta tự tin phấn khởi trước cái đường lối độc lập tự chủ của đất nước chúng ta, của nhà nước chúng ta. Chúng ta tự tin, không có là cái chuyện phò Mỹ hay phò Tàu gì hết nha các bạn. Cái quan điểm đó là tôi luôn luôn giữ vững, là chúng ta hợp tác với tất cả để phát triển, nhưng không có phò ai hết. Người Việt Nam thì phò Việt Nam, đó là vậy thôi. Còn đúng riêng đúng. Mình nói thêm với các bạn một cái ý hơi ngoài lề cái chuyện mà của cái ông này. Nhưng mà hồi nãy thí dụ như Khoa Lê đó, Khoa Lê lên nói cái đó thì nói thật với chú Bình Phương không có hài lòng, là cháu nói rằng là nói nó hơi quá, cái này có lẽ ông phù hợp với diễn đàn của ông Luli, nói cái gì nó cũng hơi quá lên. Thí dụ như bảo là Tổng thống Trump cũng phải xem xét lại cái chủ nghĩa khoa học xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học của Việt Nam. Có đâu không, Khoa Lê, đừng nói gì nó nói chung chung là xong cái đoạn này em nói mình phơi là cái lúc cái Khoa Lê nói nhỏ thì em cũng không nghe rõ. Nhưng bây giờ em nói là vừa rồi cái ông mà năm 2020 thì có bầu cử tổng thống Mỹ đúng không, thì anh cũng biết là cái ông mà săn sơ gì ấy. Vâng, biết đây tôi định nói tới chỗ đó anh, tôi định nói tới chỗ đó với anh như thế này nè. Nói cái đó để chúng ta hiểu rằng là trước đây á, tôi đã nói với các bạn nhiều lần trên diễn đàn rồi, tức là ông Obama, bà Bill Clinton khi ứng cử tổng thống cũng như cái ông Joe Biden cũng vậy, các ông á là rất ái mộ cái chủ nghĩa xã hội, nhưng mà là chủ nghĩa xã hội Bắc Âu á, theo họ là chủ nghĩa xã hội, nghĩa là ông kêu rằng là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Thì cái này tôi nói các bạn á, có nhiều bạn trên diễn đàn bảo rằng là chủ nghĩa xã hội đã len lỏi đến nước Mỹ rồi, ok, cái từ chủ nghĩa xã hội thì đúng, nhưng mà chủ nghĩa xã hội nào đó, thành ra là nói thì phải nói cho nó đúng, cái chủ nghĩa xã hội nó có ra đời khi nào đó, cái từ chủ nghĩa xã hội này nó có ở đâu, và cái chủ nghĩa xã hội Bắc Âu nó khác với chủ nghĩa xã hội theo đường lối của Marx Lenin căn bản là ở chỗ nào. Cho nên cái này nó thuộc về lý luận nha các bạn. Nó khác với nhau là nó khác cái gì? Nó khác cái đa đảng, tức là cái vai trò của nhà nước. Thì cái này đó là cái tranh luận, và cái theo cái Marx, cái chủ nghĩa xã hội theo đường lối Marx với Lenin á, là ảnh còn nhằm mục đích không phải chỉ là công bằng xã hội, mà còn tiến đến cái chuyện là thay đổi cái vị trí, cái địa vị xã hội của giai cấp công nhân trở thành một cái giai cấp, nghĩa là làm chủ cái giai cấp thống trị xã hội. Đó là một cái sự khác nhau. Cho nên đó là cái vai trò của nhà nước nó phải khác, và nó mới có một cái sự cái gọi là chuyên chính vô sản. Còn các bạn để ý coi các cái nhà nước chủ nghĩa xã hội ở Bắc Âu nó là đa đảng, cái vai trò của nhà nước của nó khác, và nó chỉ dừng ở cái mức độ là đấu tranh đem lại cái phúc lợi xã hội một cách công bằng cho những người lao động hơn, vậy thôi. Đó là mục tiêu ban đầu của chủ nghĩa xã hội khi mà chủ nghĩa tư bản vào giai đoạn thế kỷ thứ 18 nó bộc lộ rất khốc liệt, đó là tuổi lao người lao động, trẻ em cái tuổi chưa đúng tuổi lao động cũng đi lao động, rồi lao động ở 15-16 giờ. Thì đó là cái chuyện nó ra đời cái bộ cắt mắt của ông Marx, là cái viết bộ tư bản của ông đó, thì là nó ra đời trong cái giai đoạn đó. Thì cái chủ nghĩa xã hội lúc đó là nó hình thành một cái phong trào mà gọi là gì, chủ nghĩa xã hội, tức là mục tiêu của họ là đấu tranh để đòi sự công bằng xã hội trước đó. Thì trong cái quá trình mà hình thành cái lực lượng đó thì nó mới bắt đầu phát sinh ra là cái cách giải quyết làm sao để cho công bằng, mà công bằng một cách triệt để quan quan mây mây, thì nó mới bắt đầu nó nảy sinh ra mà hai cái trường phái. Thì hiện giờ tôi nói tóm tắt vậy đi, rồi các bạn tự nghiên cứu, chứ cái này nó thuộc về lý luận, nói dài dòng lắm nha. Nó chỉ khác nhau là cái chỗ đó, tôi nói các bạn cơ bản một bên đó là cái vai trò của nhà nước như thế nào, tức là có nhiều đảng hay không nhiều đảng, thì với Bắc Âu nó họ chọn cái phương án một, và các bạn thấy nhiều khi nó dừng lại cái mức đó thôi. Và có những cái lúc đó, ở Thụy Điển đó, họ đã áp dụng cái mô hình như là của Liên Xô gần 20 năm, nhưng mà nó điều đứng. Rồi có những lúc đó, họ áp dụng một cái chuyện là ưu tiên cho người lao động đó. Này tôi nói một lần trên diễn đàn của Bình Dương rồi,
Tức là họ dùng cái ưu đãi cho những người công nhân, cho những cái người lao động quá mức, và họ bóp bóp những cái ông mà tư sản đó, những cái ông mà kinh doanh đó, bóp rất dữ dội. Đến cái mức độ mà những cái ông tư sản đó, ông không muốn ở Thụy Điển nữa, mà ông đem vốn, ông chạy qua bên Mỹ, ông đầu tư bên đó. Sướng không? À, chứ còn đầu tư, cho nên cái chính sách của một chính phủ mà nếu chúng ta quá ưu đãi như Việt Nam, đây là phải rút kinh nghiệm. Đó. Còn nếu như á, là cái sinh viên á, lúc đó là 1.000 đô la một tháng, và họ học, họ không chịu tốt nghiệp. Họ không chịu tốt nghiệp là bởi vì sướng quá mà. Thế là cái nợ môn rồi này khác, không đủ cái các cái tín chỉ để mà tốt nghiệp. Mà một tháng được 1.000 đô, anh bằng với ông các bạn biết, thành ra là nó không khuyến khích những cái người đó họ có một cái năng lực lao động, hoặc là cạnh tranh một cái trong cái sức lao động với nhau một cách cho nó công bằng, mà họ ỷ lại vào các cái chính sách ưu đãi của nhà nước. Đó, thành ra là cái đó nó sẽ làm cho kéo lùi cái xã hội xuống, và nó không thúc đẩy những cái người có vốn liếng để đưa vào đầu tư, đưa vào phát triển cái lực lượng sản xuất của đất nước. Nó kéo lùi cái sản xuất của nước Thụy Điển xuống. Đó là một cái cũng không hay, cho nên họ cũng phải thay đổi. Thì tôi nói bạn, họ cũng mày mò dữ lắm, nhưng mà cái mục tiêu của họ lúc nào cũng vẫn là dương cao cái ngọn cờ công bằng. Và bây giờ tôi nói để các bạn yên tâm, hiện nay chúng ta, cụ Trọng đã nói rồi, không phải là được chúng ta đi chệch hướng đâu, cũng vẫn hướng tới cái chủ nghĩa xã hội đó của Marx đó. Nhưng mà bởi vì là muốn đi đến cái đó thì các bạn biết chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn phát triển cái lực lượng sản xuất đến cái mức độ cao. Còn có bạn thì gọi là tích lũy tư bản, thì gọi gì thì gọi. Tôi thì chỉ gọi cách cho nó dễ hiểu hơn, đó là để nó phát triển cái lực lượng sản xuất được phát triển hết mức, hết năng lực. Tức là người giàu có tiền bao nhiêu thì cũng mạnh dạn đầu tư, mạnh dạn mở rộng sản xuất. Đó. Nhưng mà trong cái quá trình đó, dứt khoát nó phải phân hóa giàu nghèo. Theo kinh tế thị trường là quy luật, không thể chạy thoát được. Thì cái sự điều tiết của chính phủ, cái sự điều tiết của chính phủ, cái sự mà quản lý của cái một cái đảng, một cái chính phủ mà của một cái đảng cộng sản, của giai cấp nhân dân lao động, thì chúng ta bắt buộc phải có những chính sách, và cụ Trọng luôn luôn nhắc nhở. Nhưng cụ Trọng cũng đã nói một cái câu chủ nghĩa xã hội có khi nào, chắc có lẽ phải 100 năm nữa. Đấy là một cái câu nói hết sức là khoa học và hết sức thực tiễn. Các bạn đừng có nghĩ rằng là xa vời lắm, bởi vì đó là quy luật. Các bạn biết mà, nước Mỹ mà bây giờ tiến lên chủ nghĩa tư bản mà chưa tột đỉnh mà bao nhiêu trăm năm rồi, thấy không? Nhưng mà vẫn còn chưa cái tột đỉnh nữa cơ. Mà chúng ta đã nói rồi, tức là nó phải mâu thuẫn đến cái mức tột đỉnh thì nó mới chuyển hóa sang là chủ nghĩa xã hội. Thì bác đang nói là một khùng, xem nào, xem nào, mà bạn có một lý luận chính trị thì bạn có thể lên ấy được không, đúng không? Chứ bây giờ em nói với anh này thôi, bây giờ quên mẹ cái mấy cái thằng ba que ở bên dưới đi, thì nói chung là bây giờ cái chủ nghĩa xã hội nó là một cái gì đó rất lạ lẫm đối với người dân Mỹ, anh hiểu không? Đấy, cho nên em nghĩ cái ông Sanders này ở cái đảng Dân Chủ, ông lên thì nói chung là ông mới đi các ở trường đại học các thứ thôi, ông nói lên cái quan điểm của ông đó thôi. Vâng, thì em nghĩ rằng là nước Mỹ cũng có phải một số năm nữa thì những người dân người ta mới hiểu ra được. Người ta cứ nghĩ trở lại cái đó là tôi nói anh, đó là cái Obamacare cũng là một trong những cái ý tưởng đó. Vâng. Một trong những ý tưởng đó, thành ra đó là ông Obama nè, bà Bill Clinton nè, ca ngợi cái Bắc Âu khủng khiếp lắm, nhưng mà họ ca ngợi cái chủ nghĩa xã hội ở Bắc Âu. Thành ra đó, có điều kiện ở đây có chị Nga là cũng dân kinh tế, và tôi thì cũng chỉ là đại học, cũng đại học kinh tế. Đại học Bách Khoa là tôi học trước, và tôi học đại học kinh tế sau. Tôi nói các bạn thế này, có một cái lý luận khác mà cái này chắc lẽ bữa nào sẽ nói để các bạn biết rằng là có thể áp dụng hay không, người ta đang tranh luận rất nhiều. Nhưng riêng cái chủ nghĩa xã hội mà dân chủ mà ông đi vận động á, là người ta nói, ông nói một câu mà các người khác cũng nói một câu là dân Mỹ có ai biết chủ nghĩa xã hội là cái gì đâu, dân chủ gì đâu. Ông nói là nước Mỹ thì cần phải thay đổi, và không phải thay đổi một cách căn cơ mà là một cái sự chỉnh sửa. Một cái sự chỉnh sửa thì á là các bạn biết vẫn sẽ là đa đảng, vẫn sẽ là như thế, nhưng mà chỉ chỉnh sửa theo ông đó là tôi biết rồi. Tức là tôi thì như anh Bình Phương và tất cả các bạn đã biết đều là đất nước có cái nền kinh tế rất phát triển, anh hiểu không? Nhưng mà em thấy có một hạn chế là như này, cái khoảng cách giàu nghèo nó quá lớn. Đấy. Đúng, đấy đó là cái chỉnh sửa, đó là cái chỉnh sửa mà ông nói chính là chỗ đó, tức là sẽ mang đến một cái sự cân bằng hơn về vấn đề phúc lợi xã hội là cái chắc. Ông nếu ông theo cái mô hình của chủ nghĩa Bắc Âu thì chỉ là như vậy thôi, chứ không có cái chuyện mà theo cái quan điểm của Marx với Lenin đâu.
Đó, thành ra là đừng có, chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chuyện là chủ nghĩa xã hội theo cái chuyện Mác. À, chủ nghĩa xã hội nhân đúng, đúng rồi đó. Anh phải xài, mình phải xài cái từ đó ở nước họ thì nó mới đi chính xác. Cho nên là chúng ta đừng có reo lên là nó sẽ theo là chủ nghĩa xã hội theo kiểu Mác Lênin gì đó, hay hoặc là bảo là bây giờ ông Trump mà ông còn phải nghĩa là nghiên cứu xem xét lại chủ nghĩa khoa học của Việt Nam thì cái đó hơi quá. Nha, còn hồi nãy anh Phú Nguyễn anh nói là bởi vì là thân phận của cái ông mà bị xử đó chỉ là một người Mỹ da màu, anh nói như thế thì nó cũng hơi quá. Tôi cũng góp ý anh nhẹ nhẹ như thế. Cái cơ bản là luật pháp anh. Cái cơ bản là luật pháp của Việt Nam. Cái cơ bản thứ hai nữa là luật quốc tế và cái quan hệ của Mỹ và Việt Nam như thế nào. Cho nên là họ không thể, dù đây là một người da trắng thì cũng là như thế. Chứ không phải vì là người Mỹ này da màu mà mình phân biệt rằng là người này là người dân Mỹ cấp thấp hay cái gì, cho nên nước Mỹ nó không thèm can thiệp. Nói cái đó thì nó hơi quá. Đây là người Mỹ thì họ can thiệp là dù là dân da màu hay dân da đỏ gì thì họ làm cái đó cũng rất tốt, cái đó mình phải công nhận như thế. Họ can thiệp dữ lắm chứ không phải là không đâu, nhưng mà là nó phải đúng luật pháp Việt Nam, đúng luật pháp nước Mỹ, đúng cái mối quan hệ hiện nay, chứ không thể nói rằng là đó là do cái Mỹ da màu hay Mỹ gì cho nên nó như thế, nó không thèm can thiệp, không phải đâu. Anh Phương, hiện nay có một cái bạn mà hình như là phe đối lập, bạn muốn lên đấy. Ok, thì tôi chỉ lên tôi nói như thế thôi. Tôi nói tôi rất mừng qua cái việc sử này thể hiện cái tính tự chủ của nhà nước Việt Nam, qua cái chuyện Phạm Bình Minh, cả hai nước lớn không thể nào khuynh đảo chúng ta, đó là cái điều tôi phấn khởi nhất đó. Còn các cái việc khác chỉ là lặt vặt thôi, góp ý lặt vặt với các bạn thôi. Rồi cảm ơn các bạn lắng nghe nha. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi mình mời một bạn mới này, Ngô Văn Mo Ngô. Rồi đang thêm bạn ạ. Rồi xin chào bạn. Alo. Xin Rồi xin chào. Nói mấy ông. Rồi bạn gửi ok lại. Rồi sao Ngô Quang Trưởng, Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Rồi bạn ok lại đi, tôi sẽ mời bạn. Nào bạn Văn Ngô Ngô Mô gì đấy, bạn ok không? Vâng, nếu bạn không rồi xin thôi bây giờ này. Hôm qua tôi mất ngủ quá vì nhà tối hôm qua lên trên đi chơi trên đường Cộng Hòa, bị coi như uống nước trà đêm qua coi gần như thức trắng. Thế nhưng người hôm nay cũng hơi mệt mệt, các bạn nhìn thấy mắt là đỏ hoe. Thành công là tôi có khi là cảm ơn tất cả các bạn nhé. Mình hẹn các bạn vào cái chương trình vào thứ hôm nay thứ tư không, thứ sáu. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn. Vâng, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.